Xin chào mọi người nhá. Xin chào mọi người ạ. Em chào mọi người. Ngày hôm nay là em chào mọi người nhá. Em chào anh Phong Trần. Em chào anh Trọng Hải ạ. Hôm nay em có nhiều phi điệp lắm mọi người ơi. Chơi game nha. Chơi game xíu cho vui nào. Chào anh Trương Ti, chào anh Hoàng Việt Nguyên nha. Chào anh Lưu Thành Đồng ạ. Em chào anh Vũ Đoàn. Anh Vũ Đoàn ơi, hàng của anh nó sắp giao rồi đấy. Em vừa mới gọi điện rồi. Em vừa gọi điện dục cho anh rồi nhá. Hàng của anh sắp giao rồi. Đang giao rồi ạ. Đây em có một cái khóm phi điệp xanh sạch để làm quà cho mọi người nhá. Mọi người chia sẻ bài cho em với ạ. Mọi người chia sẻ bài, hôm nay em sẽ không đố câu hỏi nữa nhá. Hôm nay em không đố câu hỏi nữa. Em bốc tên của mọi người đi cho nó công bằng đố câu hỏi. Xong mỗi lần chơi game xong cứ cãi nhau nhiều, chả vui gì cả. Hôm nay em bốc tên nhá. Mọi người comment đã chia sẻ kèm số điện thoại để em ghi tên cho mọi người nhá. Quà hôm nay cực đẹp luôn. Anh Vũ Đoàn ơi, tí nữa người ta phát cho anh nhá. Em chào anh Trần Dũng. Đây ạ, quà game của em này ạ. Mọi người đã chia sẻ kèm số điện thoại để em ghi tên mọi người nào. Bốc tên mọi người luôn ạ. Quà cực kỳ đẹp luôn. Em sẽ bốc tên mọi người luôn nhé, cho công bằng. Mỗi lần em chơi game xong là cứ là anh đoán trước nên là không biết là phải làm thế nào luôn. Mọi người chia sẻ bài ạ. Rồi, ok anh Phong Trần Mang Giang. Anh Phong Trần Mang Giang ơi, chia sẻ ở chế độ công khai luôn đấy nhá. Ok anh Phong Trần Mang Giang phiếu này. Rồi em chào anh Cương Đinh. Anh Cương Đinh ơi, hôm nay có hàng đẹp lắm anh Cương Đinh ạ. Rồi ok anh Phong Trần Mang Giang phiếu này. Anh Tùng Dương phiếu này. Mọi người chia sẻ bài nha. Đây ạ, em tặng mọi người một khóm phi điệp xanh sạch nhá. Quà rất là đẹp luôn. Quà của em bao giờ cũng là quà đẹp. Em mọi ngày chơi đoán câu hỏi mà ai cũng cứ kêu là anh trả lời trước. Em chả biết ai trả lời trước cả. Hôm nay em chơi thử trò bốc này xem là có công bằng hơn không nhá. Cái rổ của em đây nhá, sẽ bốc trong cái rổ này ạ. Anh Tùng Dương này, mọi người chỉ cần comment là đã chia sẻ kèm số điện thoại. Sao bên anh không thấy phần chia sẻ đâu nhỉ? Anh ơi, anh vào trang cá nhân của em, vào like ở trang cá nhân của em, anh xem là có phần đã chia sẻ nhá. Rồi, ok anh Thiên Vũ nhá. Anh Thiên Vũ chia sẻ chưa? Chia sẻ rồi đúng không? Mọi người nhớ chia sẻ cho em lên trang cá nhân, lên hội nhóm nhá. Ok anh Lưu Thành, anh Thiên Vũ này, anh Lưu Thành Đồng này. Đây ạ. Thử xem mọi người chia sẻ bài cho em không nhá. Mọi người á, hôm qua em chơi game á, mọi người chả chia sẻ cho em, buồn ơi buồn luôn. Ok anh Lưu Thành Đồng nhá. Em cảm ơn anh Lưu Thành Đồng, cảm ơn anh Thiên Vũ đã chia sẻ bài giúp em ạ. Cảm ơn mọi người nhiều nhá. Mọi người comment là đã chia sẻ kèm số điện thoại. Tất nhiên là chia sẻ rồi thì mới comment nhá. Vâng, em chào anh Tuân Đình. Đây ạ. Hôm nay em chơi bốc thăm đây. Chơi bốc thăm này cho nó công bằng này. Rồi, mọi người ơi, em có phần quà game một cái khóm phi điệp xanh sạch như này tặng cho mọi người nhá. Quà game đẹp chưa? Đây ạ. Mọi người comment là đã chia sẻ kèm số điện thoại. Sau khi mà chia sẻ thì mọi người comment cho em biết là mọi người đã chia sẻ rồi nhé, để em tặng quà ạ. Sẽ bốc ai, trúng ai thì người đấy được ạ. Hên xui, bốc trúng ai người ấy được nhá. Chào anh Nghiêm Minh Thúy. Anh Nghiêm Minh Thúy ơi, đang chơi game đây anh. Quà game đây ạ. Đây, mới có 4 phiếu thôi. Mọi người chia sẻ tiếp đi. Anh chơi game thì chia sẻ tiếp nào. Ok anh Vũ Đoàn nhá. Em cảm ơn anh Vũ Đoàn. Đây ạ. Ok anh Tuấn Đinh nhá. Em buộc cái tóc ạ. Không tìm cái dây buộc tóc. Mọi người ơi, cho em xin 1 phút buộc cái tóc rồi ạ.
rồi em ghi đến anh Vũ Đoàn rồi. Rồi em ghi anh Tuân Đinh và anh Cao Nguyễn Mạnh nhé. Anh Tuân Đinh này. Anh Tuân Đinh ơi đây. Không ạ, em chưa bán, em đang chơi game nhé. Mọi người chia sẻ bài giúp em ạ. Chia sẻ bài giúp em sẽ bốc thăm tên của ai nhé. Anh Cao Nguyễn Mạnh này. Anh Cao Nguyễn Mạnh. Anh Cao Nguyễn Mạnh ơi đây nhá. Anh Vũ Đình Thủy Thủy à. Rồi ok, anh Vũ Đình Thủy Thủy này. Đã chia sẻ cho Việt. Vâng ạ, quà game của em thì chắc là đẹp. Chả ai trên chợ này tặng quà game đẹp như nhà em luôn. Thì nhà quá nhiều phi điệp. Vũ Đình Thủy Thủy đây nha anh nhá, tên anh đây ạ. Còn ai nữa nào, anh Thiên Trần, ok anh Thiên Trần nhá. Mọi người chia sẻ cho em Mạnh nhá, chia sẻ lên trang cá nhân lên hội nhóm anh Thiên Trần này. Không thấy em với ai, không thấy có thấy mà. Không thấy em. Thế là với ai chân thật. Anh Định ơi, tí nữa em gọi điện cho anh luôn nhá. Cái inbox của em với của anh nó bị sao ấy, không có mở được tin nhắn ra luôn. Vùng núi cao, ok vùng núi cao nhá. Vùng núi cao này. Vùng núi cao. Anh ơi, tí nữa em gọi điện cho anh ạ. À. Anh comment lại cho em cái số điện thoại của anh được không? Tí nữa em gọi điện cho anh luôn. Vùng núi cao này, rồi ai đấy nhở? Nguyễn Tuấn Nguyễn này. Mọi người chia sẻ Mạnh nhá. Nguyễn Tuấn Nguyễn. Anh ơi nhắc em tí nữa gọi điện cho anh Định nhé. Anh Định ơi. Vâng, em nhờ nhà em nhắc rồi, chắc em quên đấy. Với cả cái inbox của em với của anh nó đang bị làm sao ấy, em không có thể mở lại được cái tin nhắn cũ luôn. Rồi ok, Huyền Vi này, Huyền Vi Phước Huynh này. Chắc em sẽ bốc khoảng 50 nhỉ, 50 phiếu nhỉ. Huyền Vi này. Huyền Vi nhá, Phước Huynh này. Chơi trò này viết lâu ghê. Anh Phước Huynh này. Rồi anh Nguyễn Tuấn Nguyễn ơi, em ghi phiếu rồi nhá. Anh Trần Tiến Việt, ok anh Trần Tiến Việt ạ. Quà game của em cực kỳ đẹp luôn. Trần Tiến Việt này, anh Trần Tiến Việt nhá. Anh Tommy Trần, vâng anh Tommy Trần ơi đây ạ, em ghi cho anh một phiếu nhá. Cảm ơn mọi người đã chia sẻ cho nhiều người biết đến Lan Rừng Lá Nhỏ nhá. Anh Tommy Trần này. Anh Tommy Trần. Uống ba la chỉ vừa bước chúng mình đi. Anh Nguyễn Tuấn Nguyễn ơi, em ghi phiếu cho anh rồi. Anh Nguyễn Tiến Việt ơi, em ghi rồi ạ. Rồi Huyền Vi ơi, mình ghi rồi nhá. Anh Vũ Đình Thủy ơi, em ghi Nguyễn Đình Thủy ơi, em ghi rồi. Anh Cao Nguyễn Mạnh. Đông quá vậy ra. Vâng, chị Ngô Dược ơi, chị chia sẻ bài cho em nhé, để chơi game mà. Em ghi cho chị Ngô Dược một phiếu này. Chị Ngô Dược ơi, chị chia sẻ bài cho em nhé. Để ta chơi game nào. Đây ạ. Chị Ngô Dược này. Cẩn thận có người không chia sẻ vẫn báo danh. Ok, anh Nguyễn Tuấn, anh Áo Mưa Thiên Ân này. Anh Nguyễn Tuấn một phiếu này. Anh Nguyễn Tuấn rồi nhá. Anh Áo Mưa Thiên Ân. Em ơi, cái này là dòng giả hạt xanh sạch nhá. Áo Mưa Thiên Ân này. Đúng. Mọi người đừng ai mà chưa chia sẻ đã báo danh nhá. Vừa giờ đêm mưa vẫn bán. Ok anh Duy Nguyên nhá. Mọi người ơi, tiếc gì không chia sẻ, không đến lúc trúng game thì em kiểm tra chưa chia sẻ thì em lại làm sao mà tặng quà được. Anh Duy Nguyên, anh Áo Mưa Thiên Ân. Anh Tommy Trần ơi, em đang đóng hàng ạ, 3 giờ chiều nay gửi ạ. Rồi ok anh Trần Bá này. Thiên Trần ơi, mình ghi cho bạn rồi. Mình ghi cho bạn ngay từ đầu rồi. Anh Trần Bá này. Anh Áo Mưa Thiên Ân em ghi rồi nhá. Anh Trần Hùng ơi, chia sẻ bài cho em với, em ghi phiếu cho anh luôn nhá.
anh Trần Hùng này, rồi anh Trần Bá, anh Trần Hùng, rồi anh Duy Nguyễn, Áo Mưa, Thiên Ân, rồi rồi anh Trần Bá em ghi rồi nhá, anh Trần Bá em ghi rồi ạ. Còn ai nữa không nhỉ? Thiên Trần ơi, mình ghi phiếu cho bạn rồi mà, mình ghi phiếu cho bạn rồi mà. Đây Thiên Trần ơi, mình ghi phiếu cho bạn rồi mà, Thiên Trần ơi, mình ghi phiếu cho bạn rồi nhá. Rồi ok anh Vũ Hùng ạ. Anh ơi, quà tặng mà, quà tặng mà thì vui là chính thôi, may mắn gọi là ta thử phần may mắn thôi. Anh Vũ Hùng nhá, anh Hoàng Minh Lê ạ. Ok anh Hoàng Minh Lê này, bốc cho anh chúng luôn à. Em bốc ngẫu nhiên thôi, em đâu biết ai với ai đâu. Rồi ok anh Hồ Thắng, anh Quý Nguyễn nhá, em tặng một cái thân giả hạc xanh sạch rất là đẹp luôn ạ. Đây cho mọi người xem này, quà game nhà em bao giờ cũng đẹp luôn. Anh Hồ Thắng này, anh Hồ Thắng này, anh Nguyễn Quý Nguyễn này, anh Lâm Xuân Nguyên này, anh Lâm Xuân Nguyên này, Xuân Nguyên nhá, anh Quý Nguyễn này. Em cho mọi người xem tên mọi người luôn nha. Được rồi đấy, em bốc đi. Ít quá không? Bốc chúng tên anh mới gộp đơn. Anh Tuấn Kiệt, ok anh Tuấn Kiệt nhá. Anh Tuấn Kiệt này, Hồng Linh Trần, quá đẹp, cây lan quá đẹp đúng không? Anh Hồng Linh Trần này, anh Tuấn Kiệt ơi, anh có phiếu rồi. Rồi Hoàng Giang, anh Hoàng Giang này, em chào anh Tuấn Anh Đinh. Anh Tuấn Anh Đinh ơi, hôm nay mua gì đi để em bù cây nào. Anh Hoàng Giang này, rồi anh Hoàng Giang rồi nhá, xin cái ơi tặng anh luôn đi. À đây, anh cho anh la to tròn cong nhọn cái này. Rồi anh Lê Minh Đại Phước này, đây chuẩn bị bốc đây ạ. Anh Hoàng Giang rồi nhá, anh Lê Minh Đại Phước này, cho anh một vé. Ok anh Tuấn Anh Đinh nhá, mọi người chia sẻ bài bạn cho em nhá. Tuấn Anh Đinh, nhớ là nhớ chia sẻ rồi mới bảo là đã chia sẻ nhá, đừng có mà chưa chia sẻ bảo là đã chia sẻ rồi. Anh Tony Nguyễn, ok anh Tony Nguyễn này, Tony Nguyễn này, chơi trò này cho mọi người khỏi bảo là không công bằng. Ok Kha Lê Minh này, rồi ok Kha Lê Minh nhá. Anh Tuấn Anh Đinh ơi, cho anh vé rồi, đây vé của anh đây nhá. Tony Nguyễn rồi nhá, tôi lên Nguyễn rồi ạ. Học Lương à, ok Học Lương này, mọi người chia sẻ đi, chia sẻ mãi mà chẳng thấy tăng view thôi. 200 vé rồi. Cánh Chim Hải Âu à, Tòng Tình, Cánh Chim Hải Âu, Cánh Chim Hải Âu đây nhá, hơn 200 người xem rồi, chắc em sắp bốc đây. Em ghi thêm 5 phiếu nữa thì em bốc nhá. Em ghi thêm 5 phiếu nữa thì em bốc. Ai nhỉ? Anh Hoàng Trang Anh. Ok, em nhìn thấy anh Hoàng Trang Anh rồi nhá. Em ghi thêm 5 phiếu nữa thì em bốc ạ. Hoàng Trang Anh này, mọi người cứ chia sẻ đi là em nhìn thấy mọi người liền luôn. Đây ạ, Hoàng Trang Anh, anh Xuân Vinh Mai. Một đơn thôi. Còn ai nữa nhỉ? Bị ẩn comment à? Dung Văn Hoàng, có nhìn thấy Dung Văn Hoàng nhá. Rồi rồi bốc đi em. Rồi ok chị Ngọc Diễm này, chị Diễm ơi, đây anh Học Lương ơi, em ghi cho anh rồi. Anh đây, anh Dung Văn Hoàng này, nhìn thấy anh rồi thì ghi luôn, chả biết anh chia sẻ chưa ghi luôn nhá. Anh Dung Văn Hoàng này, rồi em ghi năm, bảo ghi thêm 5 phiếu nữa, được 3 phiếu rồi, còn 2 phiếu nữa. Ok anh Thông Huy này, vâng em chào anh Huy Vũ ạ. Thông Huy này, anh Thông Huy, còn 1 phiếu nữa thôi nhá. Ok, còn 1 phiếu nữa của anh Trần Quốc ạ. Phiếu nữa của anh Trần Quốc nha. Rồi
Anh ơi, nghe điện thoại với bố gọi này. Bố trông. Đây, bây giờ em bốc nha. Bây giờ bốc lộn xộn nha, cho anh 5 phiếu. Anh 5 phiếu à? Anh Trần Quốc ơi, em ghi rồi nha, bây giờ em bốc nha. Bây giờ em bốc, em quay mặt đi, em bốc nha, em không biết ai với ai đâu nha mọi người. Chớ có bảo là không công bằng. Thông Huy ơi, em ghi cho anh rồi. Anh Hoàng Tuấn Anh, đây ạ, à, em chào anh Huy Hải nha. Đây, 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 đây. Bốc nha, bốc nha. Hồi hộp quá. Hết rồi, em bốc rồi, mọi người ơi, em bốc rồi, tí nữa chơi game khác nha. Em bốc lại nha. Đây ạ. Bốc lại lại một người nha, không biết là ai đâu ạ. Không biết là ai đâu nha. Đây, người đó là Hồng Linh Trần. Hoàng Minh Lê, coi mấy mãi không đọc tên chắc bị ẩn comment đấy. Hồng Linh Trần này. Tí nữa chơi game tiếp nha anh. Em quay mặt đi này, em không biết ai với ai đâu. Rồi ok, Hồng Linh Trần nhá. Bạn lên số điện thoại địa chỉ cho em. Hồng Linh Trần này là ai đấy? Ở đâu đấy Hồng Linh Trần ơi? Hồng Linh Trần. Rồi, Hồng Linh Trần. Anh kiểm tra cho em Hồng Linh Trần chia sẻ chưa nhá. Để em xem Hồng Linh Trần chia sẻ chưa nhá. Anh Lê Thế Hưng ơi, anh vào sau em bốc mất rồi. Hồng Linh Trần à. Hồng Linh avatar là một cái bông hoa màu xanh xanh ấy. Có chia sẻ, vâng em kiểm tra luôn đây ạ. Chia sẻ chưa? Rồi em thấy Hồng Linh Trần chia sẻ nhá. Phần quà thuộc về Hồng Linh Trần. Tí nữa cuối game ta lại chơi tiếp nhá. Em còn một phần quà nữa cơ ạ. Em còn một phần quà nữa, như này nữa. Tí nữa cuối game ta chơi nhá. Này bốc vào mình thì Malaysia thắng. Ok, cảm ơn Hồng Linh Trần. Ôi anh Thịnh ơi, em chơi xong rồi. Em chơi xong rồi. Cuối giờ chơi tiếp nhá. Hồng Linh Trần ơi, bạn ở đâu đấy? Bạn lên số điện thoại địa chỉ cho mình luôn nhá. Đây em có biết ai với ai đâu, chơi game vui thôi ạ. Bây giờ em lên hàng Di Linh Xuân Lâm Đồng nhá. Em lên hàng Di Linh Xuân Lâm Đồng đây ạ, hàng hot nha. Thân tím lịm luôn, thân lá tím ạ. Hoàng Minh Lê ơi, tí nữa chị chơi tiếp mà, cuối live chị chơi tiếp nhá. Anh Thịnh ơi, em chơi xong mất rồi, cuối live chơi tiếp nhá. Chuẩn luôn số muôn đời nhỏ. Đây ạ, lên hàng Di Linh Lâm Đồng đây ạ. Thân đỏ nhá mọi người, lá đỏ này, mọi người nhìn lá này, cây cực kỳ đẹp luôn. Chào anh Hoàng Lê. Bốc luôn tú nữa chứ phải biết. Ờ Thiên Trần ơi, chị bán hàng, tranh thủ bán hàng đi đã. Tí nữa chơi tiếp nhá. Cuối live mình lại chơi game tiếp nha. Mọi người cứ ở đây đi. Game của em bao giờ cũng là quà đẹp luôn. Tí nữa cuối live mình chơi game cái nữa. Đây, thân đẹp chưa, lá cong nhá. Thôi em ơi, bán hàng đã, chơi game xong bán hàng ấy, tranh thủ chứ. Đây ạ, lá cong nhá mọi người nhìn lá này, thân lá cực kỳ đẹp luôn, thân đỏ này. Hoàng Minh Lê ơi, cứ mua hàng đi, mua hàng nhà chị là hay có quà lắm. Rồi, cảm ơn anh Hồng Linh Trần nhá. Anh Tổng Tình ơi, em ghi phiếu cho anh rồi anh nhá. Anh cảm thấy không vui thì anh chơi like khác nhá. Còn em chơi rất là công bằng, em không hề biết anh Hồng Linh Trần này là ai. Và em cũng chưa từng bán hàng cho anh ấy luôn. Ok, Hồng Linh Trần nhá. Đây ạ, à, em có hôm nay có Di Linh Lâm Đồng với có hai giỏ hàng xanh sạch thôi ạ. À. Đây, mở hàng chậu này giá cực kỳ đẹp nhá. Mở hàng chậu này giá 360k. Em mở hàng chậu này giá 360k, giá mở hàng luôn nhá. Thân đỏ ạ. Anh Ngô Chiến ạ, à, anh Ngô Chiến hai đơn ạ. À. Giá 360k. Em là con gái. Ở đấy Hồng Linh Trần em ơi, chị chưa từng biết em là ai luôn. Con trai con gái chị không biết, nãy giờ gọi em bằng anh luôn. Anh Tommy Trần ơi, em chỉ dậy ca sáng buổi sáng thôi ạ. À. Em chỉ dậy buổi sáng thôi. Mọi người chốt kèm số điện thoại kèm giá tiền nhá. Chốt hàng kèm số điện thoại kèm giá tiền, đúng cú pháp em chốt ạ. À. Đồng nghiệp mà chả bốc vào anh gì cả. Có xanh sạch, em có xanh sạch ạ. Vâng,
Em chào anh Lương Nguyên Vạn. Anh ơi, cái dòng này năm nay mới bắt đầu hoa anh nhé. Có những chậu xuống lá rồi đây này. Có những chậu xuống lá rồi đây. Vâng, anh Đăng Võ ơi, hàng này là hàng kiến thuần anh nhé. Anh có thể nhìn thấy thân già đây ạ. Hàng kiến thuần nhé, anh có thể nhìn thấy thân già đấy. Dạ, chưa mặt hoa anh ơi. Cái này dòng này là năm nay mới bắt đầu. Kiến này năm nay bắt đầu sổ hoa nhé. Đang nứt nụ rồi ạ. Đang nứt nụ rồi nhá. Đang nứt nụ rồi nha mọi người. Mọi người nhìn thấy không ạ? Đang nứt nụ rồi. Ủa, giáo viên thì bán hàng thì có sao không anh? Dạ chưa mặt hoa anh Huy Hải ơi. Đây là hàng kiến thuần nhá. Em chốt chậu này giá giao lưu. Đấy, có 23 lượt chia sẻ đấy. Có những cái người chắc là chả chia sẻ bài cho em luôn. Có 23 lượt chia sẻ. Anh ơi, hàng này hàng Xuân Lâm Đồng anh nhá. Hàng này hàng Xuân Lâm Đồng ạ. Hàng Di Linh Xuân Lâm Đồng ạ. Thân đỏ nhá. Thân đỏ rất đẹp luôn. Đẹp chưa? Anh ơi, hàng Di Linh Lâm Đồng anh nhá. Em chào anh Tuyến Trần. Em chốt 360k, em không chốt 300k anh Hoàng Huy nhá. Em chốt 360k là đang bán giá giao lưu đấy ạ. Anh mua được hàng Xuân Lâm Đồng ở đâu? Thân lá đỏ như này, lá cong đẹp như này thì anh mua 300k nhá. Em không có. Không ạ, chốt hàng kẻ giá tiền kèm số điện thoại đúng cú pháp thì em chốt. Em hôm nay không có núi chúa anh Thiên Trần nhá. Anh ơi, nghèo nên là phải bán hàng đấy ạ. Đây, chậu này em chốt 360k. Hai dài là gần 20 cm ạ. Chịu khó gì đâu anh ơi. Anh Nguyễn Văn Đông ơi, hàng kiến thuần. Anh ơi, hàng này là kiến thuần, không phải là hàng ki nhá. Còn kiến nào mà chả mọc từ hạt anh? Kiến nào mà chả phải mọc từ hạt? Em không chốt kèm đâu ạ. Em đang chốt giá giao lưu là 360k nhá. Chốt hàng giá tiền kèm số điện thoại thì em chốt ạ. Em chốt chậu giá xanh sạch giá 500k. Mà chị gửi ảnh qua cho em đấy, em chuyển khoản cho chị luôn nhé. Ok. Em không em bán giá 360k là giá giao lưu nhưng em không bán kém, mọi người làm ơn không mặc cả. Em không bán 300k nhá. Chào hello Hùng Bích. Ok Bùi Thị Dương nhá. Ok Dương. Anh Trung Trần à? Một thôi. Hello Hùng Mích đây ạ. Chậu thân lá rất đẹp ạ. 360k. Em này ra bệt chứ ra ám sao anh, thân đỏ này mà. Đây mọi người có thể xem like để săn mặt bệt này, cây rất đẹp nhá. Hàng này là hàng hiếm, hàng hot để ai hiểu giá trị của cây thì mới biết được là cái cây này rất đẹp nhá. Đây, lá đỏ này. Ôi, em mời anh Tòng Tình. Anh Tòng Tình ơi, anh mua được bao nhiêu cây mà anh nói cái gì mà không ổn, chặn luôn. Mệt. Anh Hiến Nguyễn Ngọc ơi, em đang bán giá mở hàng một chậu này 360k nhá. Anh có chốt luôn không? Đây ạ, cây rất đẹp luôn. Kiến nào mà chả mọc từ hạt ạ anh. Thân lá đỏ này, thân đỏ này. Ok, em chốt cho anh Thái Vũ Hồng nhá. Ai chơi cây hiểu giá trị của cây thì chốt ạ. Còn nếu mà không biết thì đừng đừng có nói gì như anh Tòng Tình rồi lại không được xem like nhá. Ok anh Thái Vũ Hồng nhá. Anh Thái Vũ Hồng ơi, anh lên địa chỉ cho em ạ. Anh Đăng Võ ơi, 10k nó chả đáng là cái gì đâu nhưng mà 36 cho nó đẹp. Em chốt cho anh Thái Vũ Hồng nhá. Bao nhiêu xem. Anh Phước Huỳnh ơi, cái này là tầm gần 20 cm ạ. Mọi người có thể nhìn thấy thân già của nó đỏ này. Ok, em chốt cho anh Thái Vũ Hồng nhá. Mọi người chốt hàng kèm giá tiền, kèm số điện thoại cho nó rõ ràng này. Em ghi tên cho anh Thái Vũ Hồng. Hàng Xuân Lâm Đồng nhá. Hàng Di Linh Lâm Đồng ạ. Ok, em chốt hàng cho anh Thái Vũ Hồng. Hàng Di Linh thân đỏ nhá mọi người nhá. Chào em Bập, chào anh người Tây Nguyên. Anh Thái Vũ Hồng ơi, anh Thái Vũ Hồng lên địa chỉ cho em với nhá. Anh Huy Quang ơi, mọi người ơi, kiến là nó mọc từ thân nhá, từ các kiến nó mọc từ hạt nhá, còn các cái kia là nó mọc từ thân nhá, mọc từ các mắt ngủ của thân nhá.
inbox số tài khoản. Ờ tí chị inbox cho nhá. Kiến nào cũng mọc từ hạt nha mọi người. Anh Dương Minh Quang, anh Trương Minh Quang đừng đóng vội, anh ấy xuống anh lấy. Ok, anh Thái Vũ Hồng, em cảm ơn. À, Đồng Hương, cảm ơn anh Thái Vũ Hồng nhá. Tùy chậu ạ, tùy chậu. Mọi người ai hiểu về hàng thân lá Di Linh Xuân Lâm Đồng thì sẽ biết là hàng này rất giá trị. Anh Lê Xuân Phồn ơi, em bán đang bán giá giao lưu một số đơn đầu nhá anh nhá. Anh Lê Xuân Phồn anh ấy còn bảo là sao bán rẻ thế này. Em đang bán một số đơn giá giao lưu mở hàng anh ạ, anh Phồn nhá. Đây tiếp tục một thân nữa này. Đây mọi người có thể nhìn thân lá trước khi chốt nhá. Trước kêu ghi giấy cho lẹ em. Vâng anh Hoàng Trang anh ơi, chắc hôm sau phải mua quá. Đây ạ, cái này có hai mầm này. Một thân này được 20 sen, thân đỏ au luôn. Thân đỏ au như kiến lửa kẻ chỉ này. Đó, thân đỏ au như kiến lửa kẻ chỉ luôn nhá. Ship về Nam Định chậu này tầm 35k anh ạ. Em ở Hà Nội nhá. Đấy, chậu này em hai mầm này. Chậu hai mầm này em chốt 400k ạ. Đang vẫn đang là giá giao lưu nhá, giao lưu một số chậu xong rồi sẽ trở về giá gốc của nó. Giá gốc của nó chậu này không có dưới, không có dưới không có thể nào mà dưới xích sát triệu đâu ạ. Rồi ok, em chốt cho anh Đăng Võ nhá. Mọi người ai hiểu về hàng này thì biết là em đang bán giá giao lưu nhá, đang bán giá giao lưu một số đơn cho nó suôn sẻ ngày hôm nay nhá. Mong sao cho Việt Nam thắng. Em Thái Bình, vâng, em ở Diêm Điền đây anh ơi. Anh Đăng Võ này. Anh Đăng Võ lên địa chỉ cho em luôn nhé. Anh Đăng Võ. Vâng anh ơi, hàng hạt, hàng kiến này, kiến thì phải lên từ hạt chứ anh. Kiến nào mà chả lên từ hạt anh. Chuẩn Xuân Lâm Đồng nhá, đang nứt nụ rồi ạ, có nhiều cây đang nứt nụ nhá. Ôi rồi anh Soái ơi, em không có bán kém đâu. Em không có bán kém đâu nên là anh đừng trả giá làm gì cả. Em đang bán giá giao lưu rồi. Ok anh nhá, anh qua vườn nhiều loại lắm anh nhá. Anh Mai Xuân Man ơi, chậu này ship vào Sài Gòn tầm 40k, 4 đến 50k. Anh Đăng Võ anh lên địa chỉ cho em nhá. Vâng. Ai nhỉ? Hoàng Quân à? Vâng, anh Hoàng Quân một đơn. Em lên tiếp một chậu khác này, em lên tiếp một chậu to này. Em lên tiếp một chậu to nhá. Anh Thông Huy ơi, em ở Nhổn gần Đại học Công nghiệp nhá. Em lên tiếp một chậu này. Chậu này thì rất là to. Dạ vâng, cảm ơn anh Đăng Võ. Em lên tiếp một chậu nhá. Đây, hai thân này. Chậu này đang nứt nụ rồi. Chậu này chuẩn bị được ngắm hoa bói nhá. Thân này dài khoảng 25 cm ạ. Kiến này khoảng 25 cm. Hai kiến này đều khoảng 25 cm nhá. Hai kiến to này, hai kiến nhỏ này. Hai kiến to, hai kiến nhỏ này. Đó. Em chào anh Nghiêm Đình Thúy. Anh Nghiêm Đình Thúy có sưu tầm hàng Xuân Lâm Đồng này. Đây mọi người có thể nhìn thấy thân già của nó cũng đỏ au này. Thân già của nó này rất đẹp luôn nhá. Hàng này là hàng VIP VIP của VIP đây ạ. Kẻ chỉ nhá. Vâng, các hàng này đều đang xuống lá nứt nụ rồi đấy anh ơi. Đây. Đây hàng này đang nứt nụ rồi đấy ạ. Có nhiều cây xuống lá mạnh là có nụ rồi. Đây anh nhá. Hàng cây chậu này nứt nụ rồi này. Đây. Em chốt tiếp chậu này nhá. Chậu này quá đẹp luôn này. Chậu này em chốt 800k này. Em không chốt 500k chậu này đâu anh. Chậu này cây lớn mà em chốt 800k chậu này nhá. Anh Đinh Hoan Nguyễn ơi, tiên ấy, em không phải là tiên. Anh thêm dấu huyền với chữ em vào đấy hỏi giá tiền hả anh? 800k anh ơi. 800k chậu này nhá. 800k chậu này ạ, mọi người nhìn thân lá này. Thân lá cực kỳ đẹp luôn. Nụ thân đỏ nhá, thân đỏ kẻ chỉ ạ. Vâng, chào anh Văn Nguyên nhé. Đây có chậu này thì đang đang nụ đây. Có chậu này đang nụ đây ạ. Chậu này đang nụ và có nhiều kiến này. Đang có chốt cả lô luôn à. Chốt cả lô á. Chậu này 800k em mới chốt nhá. Chậu này 800k em mới chốt ạ. Chậu này thân rất là lớn luôn. To. Thân to dài luôn ạ. 800k chậu này nhá. Đây mọi người nhìn có thể nhìn thấy lá này. Đó, thân lá cực kỳ đẹp luôn ạ. Em xem có cây nào mua đơn cho anh không? Anh ơi, anh xem anh có thích chậu nào không? Anh cứ xem đi, anh xem anh có thích chậu nào không này. Ví dụ như là chậu này
chậu di linh xuân này là em chốt 800k này. 800k cho hai cho chậu này nhá. Hai kiến to này và hai kiến nhỏ này. Thân già các kiểu đây ạ. Thân già các kiểu này. Đó. Em chào anh sửa xe thành công ạ. Em chốt chậu này 800k. Thân kẻ chỉ đỏ này, chấm đỏ này. Anh ơi nói nãy giờ hàng di linh Lâm Đồng anh Văn Nguyên ơi. Anh Văn Nguyên ơi, hàng này hàng di linh Lâm Đồng nhá. Em chào anh Bùi Sơn đây, anh có thể nhìn thân lá thì biết ạ. Mọi người chơi sâu thì có thể nhìn thân lá là sẽ biết nhá. Chậu 2 thân 400k. Chốt chậu 2 thân 400k. Anh Nam Việt ơi, em gửi rồi anh ạ. Anh Nam Việt ơi, em gửi rồi nhá. Anh Lê Xuân Phồn muốn chậu 2 thân 400 ạ. Rồi ok, để em kiếm chậu 2 thân 400 cho anh nhé. 2 thân 400 thì thân nó phải bé hơn thôi. Tommy Trần á, anh Tommy Trần là hai đơn đấy. Hai đơn. Anh Tommy Trần ơi, xanh sạch đấy em có cả chậu anh Tommy Trần ạ. Anh tìm đi anh Tommy Trần hai đơn đấy. Đây chậu này 400k, thân đỏ lá đỏ luôn nhá. Anh Phồn có ok không ạ? Anh Phồn có ok chậu này 400k không ạ? Anh Tommy Trần ơi, anh thích xanh sạch thì em lên. Anh Tuấn ơi, em đang đóng hàng đây anh. Gửi đôi. Anh Phồn ơi, chậu này 400k đấy, anh có ok không? Thân đỏ lá đỏ luôn này. Hai kiến nhá. Mọi người nhìn thân lá đây ạ. Mọi người nhìn thân lá này. Nú luôn hai kiến. Anh Phồn ơi, anh có ok chậu này không ạ? Ok chậu này 400k nhá. Em chào anh Quân. Em chào anh Quân. Đâu rồi, anh có ok chậu này không? Anh ơi, cái này là giả hạt xuân Lâm Đồng nhá. Anh thích trầm em cũng có nhá. Em thích chậu, anh thích trầm cũng có đây. Trầm đây, trầm mai huyết tử đây. Hai cái thể loại nù nó khác nhau, anh phân biệt giúp em nhá. Anh Mai Xuân Man, anh phân biệt giúp em này. Trầm này, trầm này, giả hạt này. Không phải mình cứ nhìn đến nù thì mình bảo là trầm đâu anh nhá. Hai thân cân xứng một chút à? Hai cân thân cân xứng á. Anh Tommy Trần ơi, xanh sạch này gieo hạt lộn xộn vùng miền thôi, em không có rõ vùng miền nào đâu anh ạ. Đây anh này. Anh chốt chậu này thì em chốt cho anh hai thân dài với cả một mớ ki con này 350k. Đây chậu này ok không anh Lê Xuân Phồn? Hai thân cân xứng một tí đây ạ. Bằng nhau thì khó lắm. Bằng nhau thì khó lắm. Vâng, khó phân biệt chứ anh cứ chơi sâu là anh phân biệt được không? Đây anh Tommy Trần ơi, chậu này xanh sạch này. 350k chậu này nhé. Mớ ki luôn, mớ ki ở dưới luôn ạ. Mưa quá ồn ghê luôn. Khó phân biệt, một người một đứa thì nù cơ, một đứa thì béo nù. Anh Tommy Trần, anh có ok chậu này không? Anh có ok chậu này không? Chào em, chào anh Bác ạ. Anh Bác ơi, chia sẻ bài giúp em nhé. Dạ không có mặt hoa nhé, em bán hàng xổ số ạ. Em bán hàng xổ số anh nhé. Anh ơi, 300k em chưa chốt được đâu anh ơi. 300k em chưa chốt được đâu anh ơi. Anh chốt thì em để cho anh 330k nhé. Anh Tommy Trần ơi, em để cho anh 330k nhé. Chốt 2 chậu 500k. Anh Thông Huy ơi, cho 2 chậu 500k hả? Nghĩa là mỗi chậu 500k đúng không? Em đang bán điệp mà. Em đang bán phi điệp đây anh. Chậu này là 350k. Chậu này 350k. Anh Tommy Trần ơi, anh có ok không? Anh có ok chậu này không? Ok anh Tommy Trần nhá.
Dạ không có chậu nào mà một xanh với một di linh mà 500k đâu anh Thông Huy ơi. Riêng một chậu này là em đã bán 330k rồi ạ. Không có rẻ thế đâu anh ơi. Không có rẻ thế đâu anh. Anh đóng đơn của anh Tommy Trần chưa? Hả? Anh ấy chốt thêm này. Vâng anh ơi, anh biết đồng nghiệp mà, em biết anh đồng nghiệp mà đấy, em bớt bù ship 20k đấy, em không có lời lãi nhiều đâu anh, thực sự là bán sát giá lắm luôn rồi ấy. Em thề là em bán sát giá lắm luôn rồi ấy. Tại vì không có lời nhiều nên không bớt được nhiều anh ạ. Vâng. Rồi, đơn này của anh Tommy Trần này, anh đóng luôn cho anh ấy, kèm đơn này. Chậu di linh thân ngắn không ạ? À? Anh chốt chậu nào em nói giá tiền anh chốt thôi chứ em không có chốt tổng tiền 500 vậy đâu ạ. À? Em chào anh Kiên, anh Kiên ơi, anh Kiên ra lấy cây đi. Em đang bán hàng đây, anh ra đi mà trời đang mưa quá. Em lên tiếp chậu này nhá. Em lên tiếp chậu di linh xuân này. Em lên tiếp chậu. Mình cùng cánh mà. Dương ơi, tí chị inbox cho. Không ok anh ạ. À. Anh xem anh thích chậu nào anh chốt, còn em không có biết chọn chậu nào mà như ý anh đâu. Không có chai chậu mà 500k đâu ạ. Anh Tuấn Anh Lê ơi, em đang đóng hàng đây anh ơi. Em đang đóng hàng xíu nữa gửi. Lên tiếp chậu này nhá. Chậu này mỗi kiến này được khoảng gần 20 sen này. Kiến này được gần 20 sen, mọi người nhìn thân già đây ạ. Kiến nù nhá, kiến nù luôn ạ. Vâng, hàng kiến thì phải là hạt chứ anh Tiến ơi. Kiến thì phải là hạt chứ ạ. Cây nù nhá. Đây. Nù nứt áo luôn này. Đó. Chậu này em chốt 450k. Chậu này em chốt 450k nhá. Em chào anh Thanh Hải Vương, chào chú Thanh Hải Vương ạ. Đây chậu này em chốt là 450k cho hai cái kiến này ạ. Kiến nù thân đỏ nhá mọi người, thân đỏ kẻ chỉ nhá, mọi người nhìn thân đỏ này. Thân lá rất đẹp nhá, 450k chậu này ạ. Anh ngu tôi là thằng ơi, tùy chậu em không có tính tính riêng một kiến nhá, em tính chậu thôi, em tính chậu như này. Ngu tôi là thằng ngu à? Sao anh đặt tên nick buồn cười vậy? Đây chậu này 450k này, ai thích chậu này thì chốt. Em không chốt kém, em đã nói rồi, em đang bán giá rất rẻ rồi. Không chốt kém, anh làm ơn anh không chốt kém giúp em nhé. 450k là 450k chứ không là 400k được đâu ạ. Em không có khó khăn gì cả, nhưng vấn đề là em đã bán rất là sát giá rồi. Mọi người không thể mua ở đâu cái hàng đẹp như thế này với giá 450k cả. Đây mọi người có thể nhìn kiến này, hàng xuân Lâm Đồng nhá, đang xuống lá rồi ạ. Đang xuống lá rồi mọi người nhá, nhìn thấy mắt nụ rồi nhá, nứt nụ rồi ạ. Đây. Mọi người có thể nhìn thấy nứt nụ rồi nhá. Nhìn thấy không ạ? Đây, em chỉ xa xa nhá, chỉ gần sợ thui nụ. 450k chậu này nhá. Đấy. Nhìn thấy mắt nụ rồi, 450k. Anh Vân Xoài Tăng ơi, mưa quá chưa đi gửi hàng cho anh được, đây này Hà Nội mưa tầm mưa tã. Mai nắng lên em gửi cho anh nhá. Xanh sạch bao nhiêu em? Rồi ok, anh Thông Huy chốt lên số điện thoại cho em nhé. Anh Vân Xoài Tăng ơi, không phải đâu anh ạ. Mưa dã man luôn, xanh sạch. Xanh sạch tùy chậu anh Hồ Thắng ơi. Đây em lên một chậu xanh sạch nữa cho anh chọn nhá. Xanh sạch đây, xanh sạch đây. Chậu này xanh sạch lá mít xếp luôn này. Chậu đằng sau kia kìa. Chậu đằng sau đấy em chốt rồi ạ. Ok anh Thông Huy, em cảm ơn anh Thông Huy nhá. Anh cứ mua hàng của em đi, anh không có sợ đắt đâu mà, là thật luôn. Anh không bao giờ sợ đắt khi mua hàng của em luôn, em bán rất là phải giá luôn rồi đấy ạ. Ok anh Thông Huy nhá, cảm ơn anh nhiều. Đây ạ, hàng này toàn là hàng hạt mà. Anh Mai Xuân Lan ơi, em chốt chậu này 450k rồi, em bảo rồi đấy. Em không có bớt được đâu bởi vì là em bán sát giá lắm. Lời xíu xíu thôi à. Nên là anh không cần phải trả giá đâu bởi vì là nó rất là hợp lý rồi. Đây nhá, của anh Thông Huy nhá.
Hết mưa anh ra lấy lan, ok anh. Anh Băng ơi, Hà Nội đang mưa quá. Em đây, ai vừa hỏi em xanh sạch này. Xanh sạch lá lá mít xếp luôn nhá. Xanh sạch lá mít xếp luôn này. Đó. Anh có ok chậu này thì em chốt cho anh 340k này, 3 thân nhá. 3 thân. Ờ, được mầm này là được 30 sen, mầm này cũng 30 sen, mầm này thì khoảng 25 sen. Vâng, anh Thông Huy ơi, em biết rồi ạ, em biết rồi. Em biết địa chỉ của anh rồi. Giao giờ hành chính, vâng anh nhá. Đây ạ, lá mít xếp đây, anh ai vừa hỏi em chậu xanh sạch lá mít xếp nhỉ? Đây chậu này không những xanh sạch mà còn lá mít xếp nữa nhá. Xanh sạch tuyệt đối luôn ạ, không có. Nếu mà mọi người về mà thấy cổ lá hay là thấy thân có đốm tím nào thì không cần trả tiền em cũng được. Chậu này ai chốt thì 330k nhá. Bình An á? Bình An 4 chậu á. Em nhầm. Em chào anh Nguyễn Hòa đây. Cảm ơn anh Khôi Trần nhá. Thế nhờ anh Khôi Trần chia sẻ bài giúp em ạ. Chậu này em bán là 330k. Xanh sạch, lá mít xếp luôn. Đây, lá rất đẹp nhá. Mọi người nhìn này. Thân lá cực kỳ đẹp luôn. Thân xanh sạch 100% luôn ạ. Anh Thông Huy có chốt luôn chậu này thì ship một thể này anh này. Nhờ mọi người chia sẻ bài giúp em nha. Anh Đỗ Minh Đức ơi, hàng xanh sạch cho bạn hỏi. Anh ơi, em không gộp đơn được 300k đâu. Em không gộp đơn được 300k đâu anh ơi. Em đã bảo anh rồi là em bán rất là hữu nghị. Ok, Thùy Dương nhá. Anh vườn lan Tùng Dương ơi, anh chốt chậu sau nhá. Anh chốt giá tiền kèm số điện thoại giúp em luôn. Anh ơi, chống sổ em đang ghi số mấy rồi nhỉ? Số 5. Bùi Thị Thùy Dương này. Ok Dương nhá. 330k. 30k đấy nó chính là tiền lãi đấy anh ạ. Còn giò nào như thế này không em? Còn anh ơi. Cây này cây hạt anh Trúc Xuân Phạm ơi. Ok Dương nhá. Cây này cây hạt không phải cây mô ạ. Đây em lên chậu xếp nữa cho anh xem này. Chậu ấy tốt rồi đúng không? Ok tiếp xanh sạch đi. Vâng ạ. Chậu này 4 thân nhá. Chậu này 4 thân lá xếp này xanh sạch này. 4 thân lá xếp này xanh sạch luôn này. Ok chưa? Xanh sạch tuyệt đối nhá, xanh sạch 100.000% luôn. Đó. Vâng, anh Nguyễn Ngọc Hiến nên là chốt hai chậu đấy. Một chậu theo hàng nữa. Đây, chậu này là em chốt giá 350k nhá, 4 thân ạ. Chậu này em chốt giá 350k đây. Lá xếp luôn mọi người có thể nhìn này. 350k chậu 4 thân này nhá. Anh vườn lan Tùng Dương có ok không? Anh vườn lan Tùng Dương có ok chậu này 350k. Anh Hùng Nguyễn ơi, giả hàng xanh sạch anh ạ. Xanh sạch dòng gieo hạt thôi nhá. Em đi đóng cái cửa và lạnh quá. Lạnh quá, lạnh quá. Chào Phong Lan Đình Thịnh. Đây, chậu này 350k, 4 thân xanh sạch này. Xanh sạch tuyệt đối luôn. Mọi người mua về sổ hoa. À đây, cái dòng này đã sổ ra được một bông mắt xước nhá. Cái dòng này đã sổ được một bông mắt xước này. Đây nha mọi người.
Anh Hùng Nguyễn ơi, hàng hạt này mỗi bông nó một mặt hoa, anh phải hiểu là hạt nó như là cái kiến đấy, cho nên là không có thể nào mà bảo hành mặt hoa được đâu. Ok, chốt cho anh Lưu Hải này, anh Vườn Lan Tùng Dương lại chốt sau rồi. Em chốt cho anh Lưu Hải 350k nhá. Anh Lưu Hải ơi, anh Lưu Hải lên địa chỉ cho em nhá. Anh chốt sau rồi, anh Vườn Lan Tùng Dương ơi, em hỏi anh hồi trả thì anh trả lời. Đến lúc anh trả lời thì lại người khác lại chốt. Để em lên chậu khác nhá. Em chốt chậu này rồi. Rồi để em lên chậu khác này. Hỏi anh hoài không thấy anh nói cái chi chi. Rồi ok anh Lưu Hải, cảm ơn anh Lưu Hải nhé. Anh Vườn Lan Tùng Dương ơi, tiếp một chậu lá sếp đây ạ, một chậu xanh sạch lá sếp. Anh có ok thì em cũng chốt cho anh chậu này 350k 4 mầm nhé. 4 mầm ạ. Đây. Đang có nứt nụ rồi anh nhé, đang có nứt nụ rồi. Chậu này 350k luôn. Cái này là dài 30 này. 30 này. Hai mầm 30, hai mầm 25 nhá. Em chào anh Long Võ, chào anh Cường Lê. Chào anh Toàn Nguyên nhá. Anh Toàn Nguyên ơi, chia sẻ bài cho em. Anh ơi, hoa này chỉ là hoa hoa mẫu thôi nhá. Hoa này bông mắt xước ạ. Bông mắt xước chưa 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 bung hết, chưa bung hết nên là cánh chưa bay với cả là hoa bói. Đây ạ. 150k này. Anh Mạnh Nguyên ơi, hàng gieo hạt lộn xộn vùng miền thôi. Rồi anh Vườn Lan gì ấy hỏi không thấy trả lời, xong người khác lại chốt này. Rồi ok, em chốt tiếp cho cái này, cho tìm lại bầu trời nhá. Ok, tìm lại bầu trời 350k này. Sao em gọi số mà điện thoại không được vậy? Anh ơi được mà đấy. Rồi chốt cho tìm lại bầu trời. Sao anh không lên địa chỉ luôn em đi. Anh tìm lại bầu trời lên địa chỉ cho em luôn đi. Ok, tìm lại bầu trời này. Anh nhận được hàng rồi nhé. Hàng ổn không anh Long ơi? À anh Đoàn ơi, hàng ổn không? Lên tiếp chậu xanh sạch 2 3 mầm to này. Lên tiếp chậu xanh sạch 3 mầm to nhá, mầm này rất là dài luôn đấy ạ. 1 này. Mầm này dài lắm. Chậu này to lắm, chậu này to lắm. Ai chốt chậu này thì đẹp này. Mầm này là 40 nhá, cong cong này em đo 40 này. Cong cong này đo 40. Cái này là được 30. 30 với cả hai mầm nhỏ nữa luôn. Hai mầm nhỏ nữa luôn. Đây, chậu này 4 thân này. 4 mầm. Đấy, chậu này quá đẹp luôn mọi người này. Đây, đo cong cong như này là 40 nhé. Thừa 40 luôn đấy ạ. Thừa 40 nó phải 45 luôn. Đó, cái này là 30 này. Và có hai kiến nữa này. Kiến này 15 này. Một kiến nhỏ này. Chậu này cũng 350 luôn ạ. Ai chốt chậu này 350k thì 350k kèm số điện thoại cho em nhá. Anh tìm lại bầu trời ơi, inbox cho em địa chỉ luôn đi. Cuộn tròn. Cuộn tròn á? Ủa sao cuộn tròn được anh? Cái này thẳng mà. Hàng gì vậy chân nụ? Anh ơi, hàng này giả hạt xanh sạch gieo hạt ạ. Chốt cuộc đơn 350 ạ. Ok anh. Vâng, hàng này hàng xanh sạch này thì em có bỏ xỉ nhá. Ok, tìm lại bầu trời này. Tìm lại bầu trời ơi, inbox địa chỉ cho em luôn. Ai mà thích lấy giá xỉ thì 30 chậu em bỏ xỉ cho mọi người nhá. 30 chậu em bỏ giá xỉ luôn ạ. Vâng, cái là
Đây nhá anh nhá. Anh Đỗ Minh Đức lại chốt sau rồi. Anh Đức ơi. Ba trăm năm mươi ca gộp đơn đây, em lên một thân xanh sạch dài miên man luôn này. Anh Thông Huy gộp đơn. Chậu năm mươi hai hồi tối. Dạ vâng, đây em lên một chậu siêu dài nhá, em lên một chậu siêu dài này, một gang này, hai gang này, ba gang này, suýt 4 gang nhá, suýt 4 gang là nó sẽ khoảng rơi vào tầm khoảng hơn 70 đấy, hơn 70 sen, hơn 70 sen với cả mầm này là 20 sen nữa. Đây một mầm rất dài này, đang nứt nụ rồi nhá. Đây cho mọi người xem đang nứt nụ. Sắp được ngắm hoa rồi ạ, đang nứt nụ nhá. Đây mọi người nhìn này, đấy em sờ cầm xa xa không là sợ nó. Đấy. Chậu này là em chốt với giá 340k nhá. Chậu này em chốt với giá 340k. Ai chốt nhanh tay thì được này, 340k. Tìm lại bầu trời inbox địa chỉ cho em đi ạ. 340k chậu này nhá. Anh Thông Huy có thích chậu thân dài này không? Chơi treo chậu thân dài này cho đẹp này. Nó dài gấp đôi cái que trống luôn. Hàng kia bao tiền một kia? Anh Thành Thịnh Tato xăm ơi, tùy chậu anh nhá. Tùy chậu to chậu nhỏ nữa anh, em không có bán đồng giá được. Tùy chậu mà, khi to khi bé nữa chứ. 340k cho cái chậu dài miên man này nhá. Dài miên man luôn, ai thích chân dài chốt chậu này nhá, 340k. Đây, anh Thông Khều có thích chậu này không? À, anh Thông Huy có thích chậu này không này? Em chào anh Phúc Văn Bùi, ok chốt đi, ok em chốt tiếp cho anh Thông Huy nhá. Anh Thông Huy ở bên đấy là số mấy ấy nhỉ? Ôi chị Liên với cả anh Đỗ Minh Đức lại chốt sau rồi. Anh Thông Huy số 4 đúng không? Vâng anh yên tâm em sẽ gói cẩn thận mà. Em chốt rồi nha, em chốt rồi nha. Thằng này em còn nhiều, mọi người cứ về của em. Ok, ok, cảm ơn anh, tìm lại bầu trời nhá. Phan Tuấn Hưng hả anh ơi? Đây, ôi chậu này đẹp lắm mọi người ạ. Ngọc Khánh mà. Rồi, em biết rồi, Ngọc Khánh Ba Đình em còn lạ gì nữa anh? Đi xem phim ở rạp quốc gia suốt. Anh chốt hai đơn, anh chốt hai đơn, anh tìm lại bầu trời ơi. Anh Cảnh ơi, hàng gieo hạt sổ số hoa nhá. Lá mít xếp này, ba mầm lá mít xếp này. Chiếu phim chả ở Ngọc Khánh còn gì. Anh ấy bảo ship đến VTV, VTV là ở gần rạp phim còn gì. Đây ạ, chậu này mít xếp nha mọi người. Chậu này mít xếp, em không có cây con anh Thịnh Sam ơi. Chậu này lá mít xếp, ba mầm mít xếp nhá. Thân nhỏ cũng mít xếp luôn ạ. 360k chậu này nhá, 360k chậu mít xếp này ạ. Mọi người nhìn lá này, thân lá cực kỳ đẹp luôn. Đây, chưa ạ, 360k chậu này nhá. Ai chốt nhanh thì được này. Đây mọi người đây nhìn này. Em bỏ cái kẹp ra cho mọi người nhìn. Cái mầm con của nó cũng lá xếp mít như vậy luôn nhá. 360k chậu này ạ. Quá đẹp luôn. Ai thích mít mủng thì chốt chậu này nhá. Mít xếp luôn đấy ạ, 360k. Rồi em chốt cho chị Ngô Thị Bích Liên. Ôi Dương ơi, chốt sau chị Ngô Thị Bích Liên rồi. Em chào anh Nguyên. Em chốt cho chị Ngô Thị Bích Liên này. Thì Dương ơi, em lại chốt sau rồi. Để chị tìm đơn khác cho em nhé. Chị Liên ơi, chị ở đâu? Chị Liên ở đâu chị Liên? Chốt kèm giá tiền, kèm số điện thoại anh H. Tâm Huỳnh nhá cho dễ.
lên chậu khác nhá. Hôm qua lên 37 chiếc tôi bị móc ở đây. Vâng. Mấy đơn? 2 đơn. Em chốt tiếp chậu này này. Chậu này cũng xanh sạch ạ. Chậu này xanh sạch luôn. Chốt tiếp một chậu xanh sạch. Ai đấy? Đây. Chậu này là được bao nhiêu nhỉ? Chậu này là một thân 30. Một thân 30, một thân 25. Vâng. Anh Liên nhá, đây. Đấy, chậu này em chốt giá là 301 này. Chậu này 301. Ê, hello Hùng ấy. Em, ôi, em chào anh Kiên. Lâu lắm mới gặp anh. Chị ơi. Đây, chậu này em chốt 301 thôi ạ. Anh Kiên là xanh sạch tuyệt đối luôn. Anh Kiên có hai cái chậu mít em để ở kia kìa. Hai chậu mít xem em để đây, kìa. Không thì anh xuống dưới kia anh chọn còn nhiều mà. Ok em chốt gộp đơn cho chị Liên nhá. Ok chị Liên ạ. Không có làm nhiều cây à, làm nhiều thân à? Làm mít thì nhiều, không có nhiều thân thôi. Anh xuống lấy thêm mấy chậu nữa cho anh chọn. Anh Đỗ Minh Đức toàn chốt sau. Anh xuống đấy, anh xuống dưới vườn kia nhiều mà. Mọi người ở gần có thể đến nhà em chọn nhá. Em ở Nhổn gần Đại học Công nghiệp ạ. Mọi người đến nhà em chọn nhiều lắm. Em lên tiếp một chậu, ôi chậu này thân thẳng và sạch tuyệt đối luôn. Đây này, nù này, chậu này. Mọi người có thể nhìn vào cái thân của nó, lên tiếp một chậu mọi người nhìn vào cái thân của nó. Đó, chạy trượt. Anh Đức ơi, ưu tiên anh Đức một đơn này. Anh Đức ok đơn này, em chốt cho anh 300k luôn. Anh Đức, đây đang hỏi anh Đức nhá. Em gửi rồi anh Lưu Hải ơi. Đây cái này là được 45 sen. Cái này được 45 sen, cái này là được 25 sen. Anh Đức có ok thì em chốt cho anh chậu này 300k thôi. Chốt hoài không được, tội. Tự nghiệp anh, chốt hoài không được 300k chậu này nhá. Anh có ok không thì em chốt cho anh chậu hai thân, một thân dài, một thân ngắn này 300k. Có phải anh Đức Hoàng đâu mà ok, đang hỏi anh Đỗ Minh Đức mà. Ông Đức Hoàng nhận vơ ghê ấy. Đây chỗ này là 300k này. Anh ok thì em chốt luôn cho anh Đỗ Minh Đức này. Mạng của anh bị chậm hay sao ấy. Để em đi lấy thêm cây nhá. Em đi lấy thêm cây. 2 3. Chốt cho anh Đỗ Minh Đức nha. Anh Đỗ Minh Đức lên địa chỉ cho em ạ. Ưu tiên luôn. Anh Tâm Huỳnh chốt mãi không được nha. Để em lên cho anh một chậu anh chốt này. Anh Đỗ Minh Đức. Anh Đức lên địa chỉ cho em anh Đức ơi. Anh Tâm Huỳnh ơi, anh cũng chốt mãi không được hả? Để em lên một chậu cho anh chốt nhá. Em chào anh Đinh Tùng, chào anh Nguyễn Thanh. Anh Đỗ Minh Đức này.
Đây, của ai em đều dán tên rồi nhá. Của ai đều dán tên người đấy rồi, nên là mọi người không cần lo đâu. Không lo là nhầm hàng hay là gì đó. Xong, lên tiếp chậu khác này. Lên tiếp một chậu ba thân này. Mọi người nhìn lá này, lá nhựa nhá. Lá nhựa cứng này. Ủa, lá nhựa cứng, chậu này thân rất là mập này. 40 cm. 40 cm, cái này là 30 cm, gần 30 cm, cái này là được 20 cm. 20 30 40 nhá. 20 30 40, số đo 3 vòng quá chuẩn. Số đo 3 vòng quá chuẩn. Anh Tâm Huỳnh có chốt chậu này. Rồi em cảm ơn anh Đỗ Minh Đức nhá. Em còn nhiều loại hàng, anh xem có ưng thêm cái gì không nhá. Đây, chậu này là em chốt giá là 340k. Anh Tâm Huỳnh có ok không nào? Chốt hoài không được này, em chốt riêng cho anh một chậu luôn. 340k này. Em chào anh Xuân Thu, chào anh Lưu Thành Đồng. Anh chỉ leo ơi. Không chốt 300k nhé. Anh Viên có lấy cái này không? Viên học chốt rồi. Anh lấy chưa? Đây có hàng này, anh Viên có thích không? À, hay là có chậu hàng rừng ngoài kia ấy. Đây. Anh Tâm Huỳnh ơi, anh có ok chậu này 340k không? Em chào anh Sơn Thu ơi. Là Thu đến để em đóng cái kia không? Anh Sơn Thu hôm trước mua cái gì? Cho em xem chậu mít xếp đi chị. Có cái chậu mít xếp này nhưng mà nó hơi bé em ạ. Rồi ok anh Tâm Huỳnh, em cảm ơn anh Tâm Huỳnh nhá. Dương chờ tí em ơi. Anh Kiên thông cảm nhá. Vâng. Mọi người đến mua cây mà đang bán hàng cứ chưa có. Chốt cho anh một chậu giảm giá bù đơn. Ok anh. Trả em bút dính đây. Cho anh chưa em? Bây giờ em gửi anh Việt Lê ơi. Bây giờ em gửi đấy ạ, gửi chiều nay luôn. Đưa em băng dính vào. Cho anh chậu mít xếp. Chú đến chưa? Khiếp, nghe gì buồn đấy. Chắc là gọi chỉ gọi là Thu đến cúc vàng dưới dậu thôi. Làm gì mà cái gì mà đi lấy chồng cái gì gì buồn thương man mác thế. Có anh ạ, à, có giò lan rừng đây, giò lan rừng đang ở ngoài vườn mà đang mưa quá. Đây, anh Tâm Huỳnh nhá. Anh Hùng Minh ơi, chốt thêm cái này đi. Tưởng phải gửi từ sáng chứ, anh ơi sáng nay mưa anh ạ, à. Sáng nay mưa quá trời. Thu đến là cúc vàng dưới dậu. Hai cây mít xếp đấy á, 320.000 một cây. Đây, có chậu này đây. Anh ơi, sáng nay trời mưa quá chưa gửi được đâu anh Việt lên. Anh Phong Ngô, sao anh không nhận hàng của em? Gửi hàng cho anh mà anh không nhận. Anh đi đâu? Đâu, công nghiệp anh ơi, không phải nông nghiệp đâu. Đây Dương ơi, chậu mít xếp này 3 thân em nhé. Cái này là ki luôn đấy. Cái này là ki luôn đấy. 3 ki này, cái này là ki rồi nhá Dương nhá. Đây em có lấy chậu này thì chị chốt cho em 330k này. Dương ơi em có ok không? Đây. Lá thân lá đây em. Có chốt hàng có cho gửi có, anh cứ chốt đi. Đây, treo cứ treo ra vườn thôi, mưa nắng tự nó. Làm cậu ship chạy sang tận Gia Lâm. Ô thế à? Anh kho nhà anh à? Anh có thấy anh gọi cho anh đâu, gọi cho anh á, gọi cho anh mòn mỏi luôn. Gọi bao nhiêu lượt, gọi 5 lần 7 lượt không thấy anh thưa ấy.
Đây Dương ơi, em có ok chỗ này không? Cái này là key là rễ nó nổi này em này. Key đấy, 3 key trên một thân mẹ đấy. 330k chỗ này nhá, chỗ mít xếp này ạ. Trời mưa lắm mọi người ạ, cho nên là nếu mà hàng có đến chậm thì mọi người thông cảm nhá. Ôi em chốt em phải gửi hàng chứ, chốt gì mà không gửi. À thế là anh Xuân Thu, thế lúc nào anh qua kho thì xuống nhà em chọn cây luôn. Đây ạ, gần quá. Dương ơi có ok chậu này 330 không? Ừ ok ok ok. Thế có ai chốt chỗ này bóng hàng cẩn thận vào nha. Dạ vâng, chẳng phải đóng cẩn thận thì sao, không đóng cẩn thận gì. Đây em lên một chậu um tùm luôn nhá. Em lên một chậu um tùm. Em chào anh nhá. Đây em lên một chậu nhiều mầm này, 40 sen. Cái này được 30. 2 mầm 20 nữa. Chậu um tùm này 4 mầm nhá, 4 mầm xanh sạch ạ. 4 mầm xanh sạch này, 4 mầm xanh sạch này em chốt 340k. Ai chốt nhanh thì được nào, 340k. Đứng đi em, đứng đi mà. Rễ ở dưới nhiều quá, đứng không nổi. 340k chỗ này nhá. Chán vừa đi, chán quá là không thương cảm được đâu nha. Vâng, chán vừa, không chán quá đâu. Đây để chị lên chỗ khác. Sao lại rớt ra thế này? Kiểu này phải Hà Nội mua trực tiếp ạ. Anh Thanh ơi, hàng này hàng hạt thôi. Anh ơi, giao lưu gì mà sao đến giờ bóng lăn? Vâng, em bán nhanh đây. Lạnh lắm anh ạ, làm cái gì cũng thấy nó chậm hơn là ngày thường ấy. Lạnh quá trời luôn. Ba trăm k em chưa chốt được đâu anh ơi. Rồi ok, em chốt cho anh Minh Nguyễn 340k nhá. Anh Minh Nguyễn lên địa chỉ cho em đấy ạ. Anh Minh Nguyễn ơi, anh ở nơi nào? 340k này. Bán nhanh thì còn xem đá bóng. Anh Minh Nguyễn lên địa chỉ giúp em với. Em dán tên cho anh rồi nhá. Chào anh, em chào anh Hoàn. Đây em lên tiếp một chậu hai thân lá xếp này. Chậu này đẹp mê ly luôn. Chậu này đẹp mê ly luôn. Hai thân dài miên man nhé. Hai thân này dài miên man ạ. Ai đây, ai? Chắc là bác nào gửi đơn. Em chào anh Lê Công Thiếp. Vâng anh Long Võ nha. Anh ơi em thấy bưu tá đang cầm hàng rồi mà chưa phát cho anh à. Cái này được 50 sen ạ. Chậu này được 50 sen nhá. Chậu này được 50 sen. Chậu này khoảng 45 sen. Thân này khoảng 45 sen. Chậu này hai thân này. Ai chốt nhanh chậu này em chốt giá giao lưu luôn 330k. À rồi ok, chốt cho anh Tuấn Anh Đinh nhá. Anh ơi em vâng anh Minh Nguyễn nhá. Em cứ chốt xong rồi tí nữa em trừ tiền sau anh Tuấn Anh Đinh nhá. Vào inbox không phải một cây cho anh đâu rồi. Vâng thì em và xem nhá anh Tuấn Anh Đinh. Rồi ok em chốt anh Tuấn Anh Đinh này. Cao Hương ơi, em cứ chốt ghi giá vào đây xong rồi tí nữa làm đơn này em trừ tiền đi anh Tuấn Anh Đinh nhá. Anh Mông Ngô, Cao Hương chốt sau rồi. Đây em chốt tiếp một chậu giá tốt nữa cho mọi người. Lên tiếp một chậu giá tốt nữa này.
lên tiếp một chậu giá tốt nhá. Bây giờ sẽ bán 5 chậu giá tốt luôn. Bây giờ em sẽ bán 5 chậu giá tốt nhá cho mọi người chọn này. Ai nhanh thì được. Đây. Chậu lá mít xem này. Anh Vũ Đoàn chốt xong. Chậu lá mít xem này. Việt Nam nói là làm nhá, 5 chậu giá tốt, lá mít xếp 290k. Anh Vũ Đoàn lại chốt xong. Bán 5 chậu giá tốt nhá, lá mít xếp 3 thân này. Lá mít xếp 3 thân 290k, anh nhanh thì được. Nhìn chú thế này mà con nghĩ chú trẻ lắm à. À chú Thiêng ơi, chắc là con nhìn xa xa không rõ avatar của chú. Con xin lỗi chú nhá. Kiểu hay gọi là anh ấy rồi, ok anh mong ngô nhá. Em chốt 5 chậu giá vui vui này. Xem kiến lửa Di Linh chờ tí ạ. Anh mong ngô lên địa chỉ anh mong ngô rồi. Chờ tí nhá. Ôi giời, cái này nó khó dùng ghê luôn ấy. Một suất giá vui vui, em đang chốt 5 chậu giá vui vui nhá. Mùa đông béo ú. Khổ ghê vậy anh ơi. Béo ú mấy lần. Đây, siêu phẩm. Siêu phẩm giá tốt. Tiếp tục này. Mạng em kém quá, mạng anh kém ấy, mạng em hay thế là gì? Mà anh bị kém đấy, anh Vũ Đoàn ơi. Tiếp một chậu nữa nhá. Chậu này một thân 40 này. Một thân khoảng 42, 43 gì đó. Với cả một mầm nhỏ này nữa nhá. Với cả một mầm nhỏ. Hai thân chậu này, chậu hai thân to một thân nhỏ này. Chốt 320k này. Bình thường em chốt chậu này 340, 350 đấy. Đang trong cái series 5 chậu giá vui vui nhá. 320k. Anh nhanh thì được. Anh nhanh thì được nhá. 320 cho cái chậu to đùng này. Chậu này em đóng hàng á, em mệt muốn té xỉu luôn. Chậu này nó dài, xong rồi đóng hàng mệt muốn té xỉu. Ok, anh Long Nguyễn ơi, lên số điện thoại địa chỉ nhá. Anh mong ngô chốt sau rồi. Anh mong ngô chút sau rồi nhá. Anh Long Nguyễn lên số điện thoại địa chỉ cho em ạ. Chú Hoa Lê Văn đấy, chú chốt 2 cây, 1 cây giả hạc, 1 cây trầm ấy. Có, em ghi ở đấy mà. Anh đóng hàng cho anh gì ở Nga Sơn đi. Anh Dục cho chậu 6-7-8 thân. Anh ơi lấy đâu ơi chậu 6. Anh Hoàng Quân ở Nga Sơn ấy, ở công an Nga Sơn ấy. Anh ấy dục nãy giờ đóng hàng cho anh, gửi cho anh. Đây nhá, anh Long Nguyễn ơi, anh lên địa chỉ cho em ấy ạ. Anh ơi lấy đâu ơi chậu 6-7-8 thân bây giờ. 6-7-8 thân thì nó hiếm lắm mới có chậu. Em lên tiếp một chậu lá mít xếp này. Ui dồi, để em kiếm cho nó cái kẹp cho nó đứng nha. Cho anh hai cái kẹp ấy. Cái dòng thân thòng này về mọi người muốn nó đứng thì mọi người phải kẹp nó lên nha. Dạ vâng, em cảm ơn anh Long nhiều ạ. Đây, tiếp một chậu lá mít xếp này. Đây mọi người nhìn thân lá này. Thân lá thì kỳ đẹp luôn. Nú nhá, chậu này nú luôn này. Chậu này nú vẫn đang có giá tốt đúng không? Chậu này 320 tiếp này. 320k nha. Anh ơi, trong kia là của ai? Trong góc này kìa, dán tên nhưng mà hình như bị đỡ. Cháu ở đâu đấy, hàng công nghiệp bà. Chú Quay Bị ơi, cái này. Ủa sao chú lại tên là Quay Bị? Cái này là hàng hạt nha, anh Hiệp Phạm chốt nào. Ok, anh Hiệp Phạm lên số điện thoại địa chỉ đi anh Hiệp Phạm ơi. Cái này của anh. Anh Hoàng Quân dục à? Anh Hoàng Quân kêu dục đóng hàng cho anh. Ô chị Liên ơi, em chốt cho anh Hiệp Phạm rồi.
hết 5 chậu chưa nhỉ? Không thì bảo anh Hoàng Quân sáng mai xuống với mình mà lấy. Thì sao? Sáng mai gửi đồ với thác lương không luôn. Thôi nghỉ đi. Sao tự nhiên bị đẩy ra nhỉ? Tại anh cứ đòi 6, 7, 8 thân thì nó đẩy ra đấy. Rồi em cảm ơn. Ố, Nam Từ Liêm hả? Rồi, thế gần nhà nhau rồi anh Hiệp ơi. Trung Văn à? Ok, cảm ơn anh Hiệp. Hàng công nghiệp có khá đẹp thật. Vâng. Em lên tiếp một chậu này nhá. Chậu này rất là đặc biệt ạ. Chậu này là vô cùng đặc biệt. Thân đỏ luôn nhá. Mọi người nhìn chậu này thân đỏ. Bốn thân đỏ nhá. Bốn thân đỏ. Mọi người nhìn này. Thân nó đỏ. Nó khác với những cái chậu khác. Đây, thân đỏ nhá. Bốn thân đỏ luôn ạ. Bốn thân đỏ. Mang cho em cái kẹp với cái kẹp anh ơi. Chậu bốn thân đỏ này. Chậu này rất là đặc biệt luôn nha mọi người. Bốn mầm. Bốn thân nó đỏ này. Đỏ như kiến lửa luôn. Chậu này em chốt 330k. Vẫn đang trong series giá tốt. Mình phải lên chậu xấu nhỉ. Sao mình vẫn lên chậu đẹp. 330k chậu thân đỏ này nhá. Hàng nhiều thì mới lấy về làm giò to. Có anh ơi, anh chốt 2-3 chậu là thành nhiều ngay. Đây nha mọi người. Thân đỏ này, 330k. Cháu ở đâu? Cháu ở gần Đại học Công nghiệp ấy chú ơi. Cháu ở gần Đại học Công nghiệp nhá. Ai thích thân đỏ thì chốt nhanh chậu này này. Em chào anh Hiến Nguyễn Ngọc nhá. Anh Hiến Nguyễn Ngọc chia sẻ bài cho em với. Đây, thân đỏ này, 330k, 4 mầm thân đỏ. Đây mọi người nhìn này. Cái thân bên trong của nó đỏ ấy. Đẹp mini luôn. 330k chậu này nhá. 4 thân. Hàng nhiều thân như là anh bảo thì không có đâu. Anh chỉ có ghép 2 chậu thôi anh Đoàn ơi. Em chào anh Thanh Bình nhá. Vâng, không thế thì bao giờ nó ngạc vào thân. Anh ơi, đến lúc mà Nam Tàu, cái giờ Diêm Vương gọi tên thì cũng phải nghe thôi biết sao. Đây, chậu này 330k, chậu thân đỏ nha mọi người. Thân đỏ au luôn. Đây, mọi người có thể nhìn thấy này. Đây, mọi người có thể nhìn thấy nữa này. Đó, 330k. Số vụ đơn anh ạ. Rồi, ok Dương, chốt luôn cho Dương nhá. Ok Dương. Cộng 300k cho Dương nhá. Có mít đồng xu không? Có anh ạ, có mít đồng xu ấy, nhưng mà bây giờ chắc em không có bỏ ra được đâu. Bây giờ mai nhá, bây giờ mưa lắm anh ơi. Mít xu thì mai em bán nhá, tại vì là mưa quá rồi. Có anh ấy vừa đến nhà lấy mà anh ấy phải lặn lội ra tận ngoài vườn anh ấy kiếm ấy. 2 triệu. Ok Dương nhá, chị chốt cho em chậu này 300k bù đơn nhá. Đây em lên tiếp một chậu to đẹp này, inbox cũng được nhé. Rồi ok anh. Đây một chậu thân to lá mít này. Đấy, để cho nó đứng cho mọi người ngắm nhá. Để cho nó đứng cho mọi người ngắm này. Chậu này đẹp lắm. Chậu này thân tím. Cái này á, gần phi 21 rồi. Chậu này thân gần phi 21 rồi nha mọi người. Lá xếp em không có tím yên tử anh ơi. Đo xem chậu này dài bao nhiêu nhá. 65cm ạ. 65cm thân. Thân này, thân mập ú ù. Thân đỏ nhá, thân đỏ, thân mập ú ù luôn. Lá này, lá xếp này. Đẹp mê ly luôn. Dạ. Chậu này có tên mà, có anh Kiên mà. À anh Kiên hủy chậu này rồi. Anh Kiên anh hủy chậu này rồi. Có anh Hiệp Phạm ơi. Có anh nhá, mai anh qua nhá. Đây chậu này đẹp chưa. Đấy chậu này á, nhìn như hàng Hòa Bình ấy. Nhìn như hàng hàng Nù Hòa Bình ấy. Nhìn như hàng F21 Hòa Bình ấy. Đây chậu này em chốt 310k nhá. Chậu này em chốt Nù này em chốt 310k. Có Mitsu đấy, mai anh qua nhá anh Hiệp nhá. Anh qua nhà em anh chọn được. Chậu này em chốt 310k này. Đẹp chưa?
Một thân nhưng mà thân mập ú ù luôn. To mập 310k. Ai thích thân to mập thì chốt chậu này. Nguyên một mình em nó đã làm lên cả một cái chậu lan đẹp luôn rồi. Có ai chốt cho em chậu này không ạ? 310k nhá. À chú ơi, cháu ở chú đi qua Đại học Công nghiệp khoảng 2 km nhé. Chú đi qua Đại học Công nghiệp 2 km là đến nhà cháu ạ. Đây, chậu này 310k này. Chậu này rất đẹp luôn nhá. Đẹp mê ly luôn này. Mấy giờ thì đá bóng ấy hả anh nhỉ? 7 giờ á? Thế giờ còn sớm mà. Hai mọi người chuẩn bị đi mua đồ nhậu hết rồi. 310k chậu này nhá. Đẹp chưa? Mê ly luôn. Anh Hà Đông ơi, cái phòng này thì hoa xổ số thôi anh ạ. Hoa xổ số thôi anh nhé. Hoa xổ số thôi đây. Có một cái chậu này thì cùng lô đấy ạ. Chậu này cùng lô nhỏ nhỏ, nó ra bông hoa bói, nó ra bông hồng xước. Nó... Vâng, cháu ở gần Lai Xá đấy ạ. Lai Xá luôn đấy ạ. Đây, nó ra bông hồng xước này. Nó ra bông mắt hồng xước này. Đó, nó ra bông mắt hồng xước. Nhưng mà không có đảm bảo được đâu. Vùng gieo hạt anh Hùng Xuân Hoàng Xuân ơi. Cái này là hàng hạt anh nhé. Cái này là hàng hạt anh ạ. Không có biết là vùng nào đâu. Thân lá đẹp, mua hàng thân lá đẹp thôi ạ. Chậu này là 310k. Gộp hai đơn vào. Ok, chốt cho anh Mông Ngô 310k nhá. Ôi giời, của anh 290 với 310 chắc sinh ra để dành cho nhau rồi còn gì nữa. Ok, cảm ơn anh Mông Ngô nhá. Ôi chị Liên. Chị Liên lại chốt sao? Việt Nam thắng, còn chậu nào chuyển hết cho anh. Ok, Việt Nam thắng, còn chậu nào chuyển hết cho anh nhá. Anh có đủ chỗ để trồng không? Em còn khoảng 800 chậu nữa. Bán hôm bữa giờ còn khoảng 800 chậu nữa. Anh có trồng hết không? Không trồng hết là không tặng chậu nào, phải trồng hết cơ. Anh Vũ Quốc Hùng ơi, hàng này hàng hạt anh nhá. Em chào anh Lợi Đặng ạ. Rồi em chốt chậu này quá đẹp này. Chậu này cho anh Mông Ngô. Inbox số tài khoản cho em. Anh ơi inbox số tài khoản cho Dương để nó chuyển khoản. Số tài khoản cho Bùi Thị Thùy Dương. Ồ cái chậu này á, dài lắm em ạ. Tầm 65 cm. Anh Hùng Hoàng Sơn ơi, anh chốt 150k. Em chả muốn đọc comment của anh cơ. Em chả muốn đọc comment của anh. Avatar là đơn giản, đóng hàng để cả chậu nhỉ? Vâng, em để cả chậu mà, đúng rồi, Avatar là thằng cu. Dương ơi, có bé rồi à? Dương ơi, có bé rồi à? Đây ạ. Lên tiếp một chậu thân đỏ nhá, lên tiếp một chậu thân đỏ lại có giá tốt này. Lên tiếp một chậu thân đỏ, thân chấm đỏ nhá. 3 mầm ạ, 4 mầm luôn, 4 mầm luôn. 4 mầm luôn. À, không còn cây bói hoa đâu anh ơi, cây bói hoa anh để chơi. Anh Huân Nguyễn ơi, cái này là dòng giả hạt gieo hạt. Anh ơi nhìn thân này, thân rích rắc luôn nhé mọi người. Thân rích rắc này, lá tẽ này. Đó, chậu này giá tốt này. Giá tốt anh nhanh thì được nhé, 290k. Tốt chưa, Việt Nam thắng xả hàng đi. Dạo này hơi bị đánh đá đấy. Đâu anh ơi, em vẫn hiền mà đánh đá hồi nào. Em chào anh Phương. Anh Phương ơi, lâu lắm rồi chả thấy anh Phương ủng hộ em cái gì cả. Dạo này anh bận à? Hôm trước vừa đọc bài báo là bệnh viện anh vừa thực hiện ca ghép gan thành công đúng không? Chúc mừng anh nhá. Chốt kèm số điện thoại cho em ạ. Chốt kèm số điện thoại cho em nhá. Chốt 290 kèm số điện thoại ạ. 290 kèm số điện thoại nhá. Của anh đâu? Anh Nguyên ơi, đây hôm nay anh xem có thích gì. Có cái chậu này đẹp lắm anh này. Có cái chậu Di Linh Xuân này đẹp lắm. Rồi ok, chốt cho anh Huân Nguyên nhá. Anh Mong Ngô ơi, Mong Ngô chốt sau rồi. Anh Huân Nguyên ơi, lên địa chỉ đi. Anh Phương ơi, có hàng Xuân Lâm Đồng thế này anh này. Anh Huân Nguyên 14. Dạ vâng, chú đợi cháu tí, cháu lên đây, lên hàng đây. Anh Huân Nguyên này. Anh Huân Nguyên là em chốt 290 đúng không? Ok.
lên địa chỉ anh Huân nhá. Vâng, đây em chốt nốt hai chậu Mitsu xong rồi là sang Di Linh Xuân nhá. Còn hai chậu Mitsu thì chốt nốt. Cảm ơn anh Sơn Nguyên. Đấy, khen cái dán tên ngược luôn được. Hám danh, hám danh lắm mọi người ơi. Đây có hai chậu thôi ạ. Đây có chậu này nhá. Đây ạ, chậu này. Hai mầm ạ, hai mầm nhá. Đấy, mọi người nhìn đi ạ, đó. Chậu này em chốt 330k này. Lạnh lắm anh ơi, Hà Nội lạnh lắm, làm gì cũng chậm luôn ấy. Chậu này 330k nhá, chậu mít này. Đây mọi người nhìn lá đi ạ, 330k. Anh ơi, cái rét, cái lạnh của xứ Bắc gọi là cắt da cắt thịt luôn. 330k ai chốt nhanh thì được nhá. 330k chậu mít này, có hai chậu thôi ạ. Đây. Đây xong rồi em sẽ lên chậu Di Linh đẹp cho anh. 330 này. Đây mọi người nhìn lá này. Đẹp chưa? Mặt hoa này. À có, hoa thơm lắm. Thơm mê ly luôn. Rồi ok, em chốt anh Phương Nguyên này. Rồi ok, em chốt cả hai nhá. Em chốt cả hai chậu cho anh Phương Nguyên này, chậu một chậu 330, một chậu 360 này. Đây anh này. Chậu này thì to hơn này. Đấy. Chốt cả hai chậu cho anh Phương Nguyên luôn. Chú gì vừa hỏi cháu nhỉ? Anh ơi, hàng này không phải hàng Thái đâu anh, hàng này hàng Việt Nam mình đấy. 330, 360. Đưa ra màn hình. Anh Nam Việt ơi, thơm cực luôn. Thơm gọi là thơm bảy gian nhà ba gian bếp. Thơm lắm. Ai mà ở gần thì đến nhà em chọn cho ưng ý nhá. Em thì thích mọi người đến nhà chọn, đỡ phải đóng hàng. Anh Huân ơi vẫn là cái dòng đấy thôi nhưng mà thân lá nó đẹp. Anh Huân lên địa chỉ cho em chưa? Em còn chưa nhìn thấy anh Huân lên địa chỉ cho em đâu. À đây. Đúng rồi, xin lỗi anh nhá, em nhìn thấy rồi, lại Thái Bình. Thái Bình quê mình. Em là Thái Bình đây. Anh Phương này. Thơm lắm mọi người ạ, mà chậu này còn mắc xước luôn. Chú quay bị ơi. Chú quay bị ơi, mai chú xuống nhà cháu chú lấy nhá. Mai chú ngay gần đây thì mai chú xuống nhà cháu chú chọn đi. Chú thích chậu nào thì cháu bán cho chú chậu đấy luôn. Đây, anh ơi, bông này là bông mắt xước ạ, nhưng mà nó chưa căng. Bông này chưa căng. Anh Phương Nguyên. Đây, em lên tiếp hàng Di Linh nhá. Lên tiếp hàng Di Linh này. Có mấy chậu đẹp lắm. Lên hàng Di Linh cho đổi gió cái nào. Ôi, mùa đông ơi là mùa đông. Đến nhà toàn dính mưa. Bán chậu chậu hoa này em để làm mẫu ra, bao giờ bán hết cây thì em sẽ bán nhá. Đây, em sẽ bán đến chậu đấy ạ. Đây mọi người nhá. Di Linh này, hoặc là đây chậu Di Linh này. Có chậu thân đỏ ấy đâu rồi nhỉ? Chậu Di Linh này. Ai thích chậu Di Linh này thì em chốt 800k này. Hai mầm dài nhá. Ê, hàng Di Linh Xuân anh Phạm Tuấn ơi, hai mầm dài này. Hai mầm dài khoảng 25. Lựa anh hai chậu Di Linh ship chung. Ok anh ạ, để em lựa đây. Sáng mai chú đến. Em ở Diêm Điền nha anh nhá. Chú cho chú địa chỉ. Chú ơi, chú đến ngã tư trôi, chú đến ngã tư trôi chú gọi điện cháu ra đón. Anh Phương Nguyên ơi, hai chậu này. Chậu này đẹp này. Để em lại kia em kiếm cho anh chậu chậu thân đỏ nhé. Để em lại kiếm cho anh chậu thân đỏ. Để cho xem nó có ra được mặt bệt không.
Đây, chậu 4 thân này. Tùy do bạn Nguyễn Hòa với anh Lương Hải Thịnh ơi. Anh Phương Nguyên ơi, hai chậu này nhá. Thân lá cực kỳ đẹp luôn, 800k một chậu. Anh lấy hai chậu thì em sẽ để giá là 1.500k hai chậu luôn. Hai chậu là rất là đẹp này, chậu này 4 mầm. Cái dòng này thì đang chuẩn bị nứt nụ rồi nhá. Hàng Di Linh Xuân, anh Hiếu Nguyễn Minh Hiếu ơi. Hàng Di Linh Xuân anh ạ. Anh Phương Nguyên ơi, anh Phương Nguyên ok hai chậu này không? Hai chậu nhiều thân này nó đang xuống lá anh ạ, đang sưng nụ rồi. Đây này, đang sưng nụ rồi nhá. Ok anh ạ. Chú ơi, chú đi đến ngã tư trôi thì chú gọi điện cho cháu nhá. Ngày mai thì chú qua buổi sáng thì có nhà cháu ở nhà, buổi chiều thì cháu mới có nhà. Thì cháu có thể chọn cho chú, còn qua nhà cháu thì chắc nhà cháu bận đóng hàng thì chú tự chọn. Ok. Nhiều khi mọi người đến nhà, xong rồi cho anh chậu bé ở bàn. Mọi người đến nhà xong rồi nhiều quá ấy. Nhiều quá nhiều khi lại bảo đến muốn đến tự chọn xong rồi đến thấy nhiều quá không biết chọn chậu nào, xong lại bảo là em chọn cho anh đi với lại cháu chọn cho chú đi. Buồn cười lắm. Chậu ở bàn á, chậu em vừa cầm ra. Chậu đấy nhỏ nhưng mà có võ đấy anh ạ. À, anh Hiếu ơi, hàng này với hàng đấy là khác nhau mà. Anh Hiếu, hai hàng khác nhau mà. Đây, hàng anh chốt là hàng gieo hạt này, còn hàng hai hàng này thân lá hoàn toàn khác nhau mà anh Hiếu ơi. Anh Hiếu nhầm rồi, anh Hiếu bị nhầm rồi. Hai loại trồng chung kiểu chậu thôi nhưng mà hàng thì khác nhau nhá. Chốt cho anh một chậu Di Linh ở đây, em lên chậu nào. Đây, tiếp tục chậu này này. Chậu này 3 mầm nhá. Chậu này 3 mầm 700k, anh điên có ok không ạ? Đây, thân lá, thân kẻ chỉ này, thân đỏ kẻ chỉ nhá. Cái này trên thị trường thì bán là nù tam bố, rồi nù nọ, nù kia, nù ma bó, rồi các kiểu, nhưng mà em thực sự không biết đâu. Chỉ biết là hàng Xuân Lâm Đồng thôi nhá. Em bán 700k chậu này ạ, 3 mầm. Mầm này thì dài 20 cm này. Cái này 15 cm, cái này 10 cm này. Đây, kẻ chỉ, thân đỏ kẻ chỉ nhá. 700k chậu này anh Biên có ok không? Hàng chậu Di Linh này 700k nhá. Ủa, cái chậu mà em vừa mang ra đâu? Anh Biên ơi, anh có ok, có nụ không? Anh ơi, cái này thì đang xuống lá thôi, chưa nhìn thấy mắt nụ luôn. À đây, thấy rồi. Đây anh nhá. Đây ạ. Em chỉ xa xa nhá, chỉ gần thui nụ mất. Đây ạ. Thấy mắt nụ nhá, lá thì đang vàng rồi anh ạ. Lá đang vàng, chuẩn bị xuống lá rồi đây. Đây. Lá đang vàng rồi nhá. Chậu này 700k, chậu này là chuẩn hoa xuân đấy ạ. Hàng Di Linh là chuẩn hoa xuân nhá. Mọi người ai chơi sâu nhìn thân lá là biết con đúng hàng không ấy mà. Đây, 700k chậu này. Đây, xong rồi em sẽ lên một chậu gọi là siêu đẹp luôn, siêu đặc biệt luôn, gọi là thiên hạ đệ nhất đặc biệt, gọi là gì nhỉ, kỳ nam dị hoa hay là dị thảo. Chậu này nù Hà Nội. Trời ơi anh ơi, nù Hà Nội thì không có giá bằng nù Di Linh đâu. Đây nhá, chậu này 700k. Anh Biên, anh có ok chậu này không? Không thì để em chọn cho anh một chậu khác nụ rõ hơn nhá. Anh đang học á? Ủa, anh đang học là sao? Út Út Tuân ơi, chậu này 700k cho anh chậu siêu đẹp à? Đây, chậu siêu đẹp đâu anh ơi. Lá đỏ. Anh nhìn này, thân đỏ lá đỏ nhá. Thân đỏ lá đỏ này. Đó. Thân đỏ lá đỏ. Tự nhiên em nhìn thấy cái chậu này nó ở đâu mà nó lại mỗi ấy một hướng thế này. Thân đỏ lá đỏ này. Đó.
Lá đỏ luôn nha mọi người. Mọi người nhìn cái này, cái chậu này thân già của nó cũng đỏ nhá. Thân già của nó cũng đỏ. Chậu này em chốt 850k này. Chậu này em chốt 850k. Em nói hơi quá đó. Nói gì hơi quá hả anh? Em lỡ đắc tội gì với anh thế anh Út Tuấn? Tè loe vậy ta. Em không biết sao cái chậu này nó mọc mỗi nơi một hướng. Ok anh Biên. Không biết chơi chữ ở em có biết chơi chữ đâu. Rồi để tí nữa. Lá xong à? Lá Biên hay lá xong? Lá xong. Rồi. Anh Biên lên địa chỉ cho em nhé, 850k này. Rồi em nhìn thấy anh ok rồi, anh lên địa chỉ cho em ấy ạ. Số điện thoại địa chỉ nhá anh Biên nhé. Rẻ hơn lúc tối. Đang bán giá hữu nghị đây. Anh Phạm Văn Biên này. Em có một chậu lá sọc nhá. Anh ở đâu anh Biên ơi? Anh Biên ở đâu đấy? Chị chào heo mập. Vinh ơi nay không đi làm à em? Đấy em đang bán rẻ hơn lúc tối này. Anh Nguyễn Chí Thanh lúc tối anh ấy còn mua đắt hơn đấy. Anh lên địa chỉ cho em nhá anh Biên nhá. Anh ơi mang cái khay ở đây cho em để cây với. Có chậu gì to có nụ không? Có chứ, có nụ chứ. Có nụ chứ, đây rồi. Cái này là của anh Phương Nguyên rồi. Lúc chưa chọn được cho anh sư muội. Đấy, em chọn cho anh cây đấy đấy mà anh có thích không? Đây, lên tiếp một chậu nhá. Lên tiếp một chậu này gọi là kiến lửa luôn. Đây, em không bán giả... điện cho anh ở Bắc Giang. Dạ vâng. Vâng anh nhá. Tí nữa nghỉ like em điện cho anh nhá. Hay là anh cho em địa chỉ hay là anh inbox cho em địa chỉ đi. Anh inbox cho em địa chỉ đi. Đây. Lá đỏ thân đỏ này, mọi người nhìn này, lá này. Thân này. Chậu này đẹp chưa? Chậu này quá đẹp, chỉ có một thân thôi nhá, nhưng mà rất đẹp luôn. Đó. Đây, chậu này em chốt 500k này. Ai thích chậu này thì chốt 500k này. Ủa, trưa nay em có gửi cho anh mà, chứ không phải anh đọc tin nhắn ư, anh Thanh. Anh Đức Hoàng ơi, 500k chậu này nhá. Ok, em chốt luôn cho anh Đức Hoàng này. Chậu này là có 102 luôn đấy ạ. 500k chậu này nhá. Tìm lại bầu trời ơi, em đang bán Di Linh anh ạ. Em ơi, năm nay mấy hoa? Anh Mông Ngô, em chốt anh Đức Hoàng rồi. Anh Đức Hoàng chốt trước rồi, anh Mông Ngô ơi. Út Tuân ơi, em đùa chị à? Phải chốt 200, chị buồn quá vậy em. Sao tự nhiên em chốt 200 làm chị buồn vậy? Em mua được ở đâu 500 nghìn mà không phải là chị bán thì chị cho em luôn chứ nói gì đến 200. Đâu anh Mông ơi, anh Đức Hoàng anh ấy bảo là để cho anh ấy trước mà. Thế để em kiếm cho anh chậu đỏ khác nhá. Anh chưa được hoàng, tội ghê đó. Đây. Anh ơi, xem còn chậu nào. Đây. Anh để ý cái đó từ đầu. Ủa thế hả? Chết rồi. Đây, thế em chốt bù cho anh chậu này được không? Chốt bù cho anh chậu này được không? Chốt bù cho anh chậu này hai thân này. 200k chốt cái chậu. Để anh cây lá kẻ. Dạ vâng anh Biên nhá. Anh Biên chốt chậu gì nhỉ? Anh Biên ơi đây anh Biên chốt đi. Đây chậu này cũng thân đỏ kẻ chỉ đây này. Anh Mông Ngô này. Anh Mông Ngô chốt hai thân đỏ kẻ chỉ này. Thì em chốt cho anh 500k luôn nhá. Cái kia có một thân chốt 500. Cái này hai thân chốt 500 này. Thân này, thân đỏ kẻ chỉ này. Anh Biên ơi anh Biên chụp ảnh đi. Để anh cây lá kẻ. Rồi ok. Chậu lá kẻ đấy thì đẹp lắm. Anh
anh Mông ơi, lẽ ra là em chốt 550 nhưng mà tại vì vừa có lỗi với anh nên là em chốt 500 nhá. Anh có chốt thì em chốt luôn cho anh. Xanh sạch giá sao em? Anh Nguyễn Tứ ơi, tùy chậu anh nhá. Đây, anh biên chụp ảnh được chưa? Tất nhiên rồi, cây lá kẻ, chậu lá kẻ đấy. Rồi ok, em chốt tiếp cho anh Mông Ngô này. Anh Mông Ngô 500k. Ok anh Biên, em cảm ơn anh Biên nhá. Thật 200k thì chốt cái chậu với cả mọi người có đi mua ở đâu cũng chẳng có hàng đẹp như thế này mà giá đấy luôn ấy. Em vườn em cũng chỉ có 100 chậu thôi nhá. Vườn em cũng chỉ có 120 chậu. Có 120 chậu. Đây em ghim tên cho mọi người rồi nên mọi người đừng lo. Địa chỉ anh cho rồi. Dạ vâng anh nhá. Địa chỉ anh cho rồi thì sáng mai em gửi hàng sớm cho anh nhá. Giờ sợ đóng chưa kịp. Lên tiếp một chậu thân lá đỏ nữa này. Lên tiếp một chậu nù thân lá đỏ này. Cái này là nù rách áo luôn. Nghe nù rách áo luôn này. Ai chốt nhanh thì được nhá. Đó, nù rách áo luôn ạ. Đó, mọi người nhìn thấy không? Kẻ chỉ này. Cái này chắc chắn là mặt hoa đẹp. Em ơi, hàng này là hàng kiến em ạ. Giá bao nhiêu giò vừa rồi? Giò vừa rồi ạ? Giò vừa rồi là 500k. Anh Hoàng Đặng Thái ở đây ạ. Thân đây. Ok anh Đức Hoàng nhá. Đó, chậu này em cũng chốt 500k luôn. Đây mọi người có thể nhìn thân già của nó đây ạ. Lá đây. Lá đỏ này. 500k chậu này nhá. Ok anh Đức Hoàng. Hàng gieo hạt à. Anh ơi kiến nào chả mọc lên từ hạt ở anh ra ấy. 500k chậu này nhá. 500k chậu này. Anh Tuấn ăn lão Hải Phòng ơi. Anh Tuấn ăn lão Hải Phòng ơi. Sao anh nói chuyện như thế là anh không được đi học thế? Anh nói chuyện như thế là anh không. Anh Tuấn ăn lão Hải Phòng ơi, nhìn mặt anh không đến nỗi mà sao anh nói chuyện như thế là không được đi học. Anh nói thế bố mẹ thầy cô anh buồn lắm ấy. Dạy anh mất bao nhiêu công sức. Em chặn anh nhá. Đây hai kiến này 500k luôn ạ. Đây hai kiến này 500k. Sao lúc chưa không để cái này cho anh? Ủa bây giờ mới thấy mà anh. Bây giờ em mới thấy. Đây anh Nguyễn Chí Thanh. Ok thì em để cây này cho anh Nguyễn Chí Thanh nhá. Anh Thanh ơi, thì em để cây này cho anh Thanh nhá. Cây kia của anh thì dài hơn cây này. Anh ok thì em để cây này cho anh. Anh ok đi, để cho anh luôn. Đúng rồi, hàng Di Linh anh Hoàng Đặng Thái nhá. Anh Chí Thanh ơi, em để cây này cho anh nhá. Anh chốt chuẩn một câu cuối cùng là anh chốt cây này cho em với. Là em đóng hàng cho anh luôn. Đóng hàng của anh rồi. Ô, chốt gộp. Ô chị Bích Liên. Chị Bích Liên chốt gộp bạn đây. Thế để em chốt chậu khác cho chị Bích Liên nhá. Em ở Nhổn gần Đại học Công nghiệp nhá. Anh Đức ơi, anh Đức Hoàng ơi, hàng Di Linh anh ơi. Quả này là chốt thật đấy anh Thanh nhá. Cấm thay đổi. Cấm thay đổi đấy. Anh bóc cây của anh Nguyễn Chí Thanh ra để em chốt lại cho mọi người. Đây. Cây nào cũng đẹp anh Thanh ơi. Em lên tiếp một chậu này xuống hết lá rồi nha mọi người. Chậu này sắp được ngắm hoa rồi ạ. Đang sưng nụ nha mọi người. Cây nào cũng được. Chậu như vậy nha. Chị ơi chậu này còn to hơn này. Chậu này thân đỏ này. Chậu này thân đỏ còn to hơn này. Đó. Chậu này em chốt 550k nhé. Chậu này thân đỏ này. Đấy. Dài là 20 cm. Thôi để em chốt. Anh thích chậu đấy thì em chốt cho anh. Đó. Hai kiến 20 cm. Cái này nhìn sơ sát nhưng mà sắp được ngắm hoa nhé. Thân này sắp được ngắm hoa đây. Đây này mọi người. Đó. 550k chậu này. Chị Liên ơi, chị Liên có ok chậu này không? Ok chị Bích Liên này. Ôi anh Nguyễn Thanh Xuân ơi, anh Thanh Xuân chốt sau rồi. Anh Thanh Xuân chốt sau chị Bích Liên rồi nhá.
Ok chị ạ. Mai em mang cây cho chị nhá. Chiều mai em mang cây. Chiều mai em gửi bạn ship mang cây ra Quan Hoa cho chị nhá. Chị ở ngay Quan Hoa. Chị Liên ơi, mai chị chị Liên ơi, mai chị nghe điện thoại cho em nhá. Lần trước em đi ship hàng cho chị gọi mãi không thấy chị thưa. Mai chị tí điện thoại giúp em nhé, chắc không thấy chị bận. Anh ơi, chị ấy xốp gộp anh ạ, chị ấy xốp gộp. Anh Nguyễn Thanh Sơn ơi, để em chốt lại cho anh chậu khác nhá. Đây, chốt lại cho anh Xuân chậu khác nhá. Đây, nú hai mầm này, nú hai mầm thân già đỏ này. Đây, anh Nguyễn Thanh Sơn có ok thì chậu này định chốt 550, nhưng mà anh có ok thì em chốt cho anh 500 nhé. Cái này dài 20 cm ạ, cái này dài khoảng 5 cm ạ. Nú luôn, anh Nguyễn Thanh Sơn có ok thì em chốt bù cho anh chậu này là 500k nhé, định chốt 550 ấy. Lần trước chị trả nhận bình thường. Chắc là vậy chị Liên ạ. Chắc là nhà em nhớ nhầm đấy. Nhiều quá, nhiều người quá. Em chào anh Vũ Tấn Bình. Ở mãi bên trên rồi. Anh Thanh Sơn có ok chậu này thì em chốt cho anh 500k nhá. Đang bị chốt 550 đấy. Bớt 50k luôn. Đây lá nhựa nha mọi người, xuống lá rồi, đang nhìn thấy nụ rồi ạ. Nhìn thấy nứt nụ rồi nhá. Đây nha mọi người. Nhìn thấy nứt nụ rồi ạ. Đỏ quạch á anh. À có, đây có một chậu đỏ quạch ở đây anh ơi. Anh Đức Hoàng ơi. Chậu đỏ quạch này. Để luôn cho anh Đức Hoàng 500k nhá. Ba thân em cũng lấy anh 500k thôi này. Thân đỏ lá đỏ luôn. Có chậu đỏ to không? Chậu đỏ to à? Chưa nhìn thấy ạ. Chưa nhìn thấy. Anh Đức Hoàng ơi, em chốt luôn cho anh Đức Hoàng chậu này nhá. Ba mầm chốt 500k. Nãy có mầm chốt 500k đúng không? 500k cho anh Đức Hoàng. Em chờ anh ok lâu quá, em mạn phép ok trước. Ok anh Đức Hoàng nhá. Em chả hiểu sao mùa đông xong rồi làm cái gì nó chậm tay nó. Mạng đơ rồi. Nay có mầm xíu à? Đấy thế đây bây giờ chốt bù đây này. Đơ bố. Bố ơi, bố vào trang cá nhân đi bố. Bố thoát ra, bố vào lại, bố vào trang cá nhân đi. Bố bảo mạng bị đơ, anh xem mạng có phải bị đơ không. Đấy, nãy có mầm thấy tội quá. Bây giờ chốt thêm cho anh 3 mầm 500k đây. Ok chưa? Anh vừa hỏi đỏ to nhỉ? Có một thân đỏ to nhá. Có một thân đỏ to ạ. Ủa em đang cắm sạc mà. 92%. Anh cắm cho em cái que lên đây. Em chuẩn bị bán chậu này. Đây. Anh Đức Hoàng ơi, có một chậu lá biên nữa đấy. À lá kẻ nữa đấy, anh có thích không? Đây chậu đỏ to đây ạ. Chậu thân đỏ to đây nhá. Ai thích chậu thân đỏ to này thì em chốt 400k này. Một thân thôi. 20 cm ạ. Thân mập ú ù nhá. 400k. Đỏ to đây, à đây đây. Cầu được ước thấy nhá. Em chào anh Chu Tiến, anh chốt cho em chậu này 400k. 400 tiền thôi. Rẻ ơi là rẻ. Em chào anh Chu Tiến. Đâu rồi? Ai chốt chậu này 400k không? Xong rồi em sẽ lên chậu lá đỏ tiếp nhá. Chả biết đang bán phi điệp hay là đang bán lá đỏ nữa. Anh Nguyễn Tiến Lợi ơi, hàng kiến này năm nay mới bắt đầu bông anh nhé.
Tại máy bố. Tại máy bố ạ. Đây ạ, đang sưng nụ rồi. Lá kể anh tưởng có ai lấy rồi, đã có ai lấy đâu. Chưa ai lấy anh ạ. Ôi dồi, chậu này đẹp mê ly luôn. Thôi Út Tuân ơi, chị không chốt cho em đâu. Đắt lắm. Đây. Đây. Nãy giờ em chê hoài, bây giờ em chốt thì chị có nên chốt cho em không? Không. Không chốt đâu. Tommy Trần ở đây có một đơn nữa đúng không? Anh Tommy Trần ở đây có một đơn nữa này. Đây. Anh Đức Hoàng ở đây này. Chậu lá kẻ đây. Bông sổ bán cho em. Anh Lê Minh ơi, em chưa bán anh ạ. Em chưa bán nhé. Lá kẻ nhé mọi người. Đây ạ. Đang bắt đầu lên kẻ, lá nhăn lại còn kẻ nữa. Mọi người nhìn thấy không ạ? Chậu này gọi là siêu phẩm luôn nhá. Lá nhăn kẻ nhá. Đấy mọi người thấy không? Đó, lá nhăn kẻ đang lên sọc mạnh ạ. Đang lên sọc, cái này về ăn nắng nữa là lên sọc nhiều mê ly luôn. Đấy, lá nhăn ạ. Nhìn qua màn hình mọi người có thấy nhăn không? Đó. Em ơi, em nghe câu chuyện cậu bé nói dối chưa? Em nghe câu chuyện cậu bé nói dối chưa? Tại vì chị lỡ dạy học sinh của chị bài đấy rồi nên là chị không chốt được cho em đâu. Đây ạ, lá kẻ nhá. Đây mọi người có nhìn mầm này, đến con của nó cũng kẻ nhá. Đến con của nó cũng sọc ạ. Đến con của nó cũng sọc nhá. Mặt hoa đẹp không bạn? Bạn ơi, cái này hoa sổ số thôi. Lá nhăn. Đấy. Ai thích chậu này này? Anh ơi, Mận hỏi thì đào xin thưa là vườn đào là có chủ rồi nhá. Mận hỏi thì đào xin thưa là vườn đào có chủ rồi. Đấy, ai thích chợ lá kẻ thì inbox riêng nhá. Lá kẻ lá nhăn thì inbox riêng. Bây giờ em lên hàng Di Linh tiếp đây ạ. Mọi người thích Di Linh hay thích xanh sạch nào? Kiểu gì cũng có luôn nhá. Tiếp tục ba chậu thân đỏ này, chậu ba thân đỏ này. Anh Đức Hoàng ơi, chậu này á. Chậu này còn chưa biết bán bao nhiêu cơ. Đây này. Đấy. Bao nhiêu mầm? Một này, thân thẳng đứng luôn, một mầm này, hai mầm, ba mầm, bốn mầm. Anh Thành phát cái giá anh Thành ơi. Anh Đức Hoàng ơi, anh Thành bảo 1,5 triệu. 1,5 triệu chậu này nhá. 1,5 triệu chậu kẻ. Anh ơi, đây nó kẻ cả đến đời con nhá. Nó kẻ cả đến đời con, anh nhìn này. Đây, lá như đồng xu luôn này. Lá đời con như đồng xu, kẻ đến đời con luôn nhá. Chậu lá kẻ này 1,5 triệu ạ. 1,5 triệu chậu này nhá. Giá là quá là tốt luôn. Đẹp. Đây mọi người này. Đang kẻ rất mạnh ạ, đang kẻ rất mạnh. Mặc dù là nó ở giữa một rất nhiều cây khác nhưng mà nó vô cùng nổi bật luôn ấy. Đấy. Đấy. Thân này không kẹp có sổ xuống không em? Để em thử nhá. Đây ạ. Không kẹp vẫn đứng bình thường anh nhá, em kẹp cho đẹp thôi. Không kẹp vẫn đứng bình thường nhá. Đấy. Tất nhiên là kẹp thì nó sẽ thẳng hơn. Tất nhiên là kẹp thì nó sẽ thẳng hơn, không kẹp thì nó sẽ đứng hơi nghiêng nghiêng thế này. Em chào anh Tuyến Trần. Đến đời con vẫn kẻ đấy, đến đời con vẫn kẻ. Kẹp thì nó sẽ đứng vững chãi hơn anh ạ. Đấy. Ai thích chậu này thì chốt là 1,5 triệu. 1,5 triệu nhá. Đây, lá đây ạ. Lá kẻ đã kẻ lại còn nhăn cơ. Lá đang lên kẻ lại còn nhăn nữa cơ. Em mọi người có thể nhìn thấy lá nhăn nhé. Em chào anh Tuyến. Có 5 cánh trắng cắt bà. Em không có 5 cánh trắng cắt bà nhé. Ok, em chốt cho anh Đức Hoàng nhé. Ô chị Liên ơi, chị Liên chốt sao anh Đức Hoàng rồi. Ok, em chốt anh Đức Hoàng. Anh ấy còn chậu kẻ nào không? Chị Liên cũng chốt, chị Liên chốt cho anh Đức Hoàng. Ok, em chốt anh Đức Hoàng nhé. Ô, chốt lâu rồi.
Chị Liên ơi, hình như là cái máy của chị nó hay bị ẩn comment hay sao ấy. Chị thoát ra chị vào lại trang cá nhân của em xem nào. Nãy lúc nãy em cũng thấy thế, lúc nãy em cũng chị cũng bảo là chốt trước mà em không nhìn thấy luôn. Em không nhìn thấy luôn. Anh ấy chuyển tiền rồi mà anh ấy gửi. Vâng. Chị Liên ơi, để em lên chậu thẻ khác cho chị nhá. Anh Đại Hồng Thủy sáng mai ship cho anh ấy. Ở 18 Hoàng Quốc Việt. Vậy để cho chị Liên cũng được. Rồi ok, vậy em chốt cho chị Liên nhá. Em mải hỏi nó thôi. Rồi ok. Để em xem lại này. Thế em chốt cho chị Liên nhá. Chị Liên ok đi ạ. Chị Liên ơi, anh San Vũ cũng bảo chị chốt trước này, anh Đức Hoàng cũng nhường này, chắc cây này nó thuộc về chị rồi. Anh San Vũ cũng bảo chị chốt trước mà em không nhìn thấy, anh Sang Nguyễn Minh cũng bảo chị chốt trước. Anh Đức Hoàng cũng nhường rồi, em chốt cho chị nhá, chị ok đi. Chậu rất đẹp luôn ấy ạ. Rồi, ngàn cây có một, ngàn cây có một, lá nhăn, đẹp lắm. Chị, vâng. Chắc là máy của em nó bị ẩn comment đấy. Máy của em nó bị ẩn comment. Ok, em chốt cho chị Liên nhá. Đấy, thế nếu mà chơi game, thế nếu mà chơi game là mọi người lại bảo thiên vị đấy. Đúng là em không nhìn thấy thật. Đây ạ, cây của chị đây nhá. Đây, để riêng ra đây. Thế bây giờ anh Cũng Thanh lấy cây nào? Anh với chị Thanh lấy cây này. Anh lại đây anh tìm cho em nhé. Anh San Vũ ơi, cái loại đấy là dòng lá kẻ anh ạ, dòng lá kẻ. Cảm ơn anh Đàm Nguyên nhé. Đây em lên tiếp, em lên tiếp dòng dạ hạc lá đỏ thân đỏ nhé. Chào anh Nhật Lưu, anh sửa xe thành công ơi. Chốt hàng Di Linh Xuân này anh này. Này, lá này. Lá đỏ luôn. Sọt đấy. Thấy không anh? Em lên tiếp một chậu hàng xuân lá kẻ lá đỏ nhá. Cái này không lá kẻ đâu, cái này là lá đỏ. Đang xuống lá rồi, đang nứt nụ rồi nha mọi người. Đây ạ. Đang sưng nụ nhá, em không chạm vào nhá. Không chạm vào sợ thui cây. Không chạm nhá, đang sưng nụ ạ. Đây, cả hai thân này đều đang sưng nụ mọi người, sắp được ngắm hoa bói rồi nhá. Em chào anh Nguyễn Văn Khoa này đó. Mọi người nhìn thân lá này. Thân lá nhựa luôn. Đây cái này còn tím viền luôn nhá. Cái này còn tím viền luôn ạ. Tím viền. Đây lá đây. Lá đỏ luôn. Đó. Ngắm thân trước khi chốt ạ. Thân già đây nha mọi người. Thân già cũng đỏ luôn. Chậu này em chốt 550k. Cho xem chậu lá đỏ ba thân kế bên xem. Lá đỏ ba thân. Đây đây đây. Lá đỏ ba thân đây anh ơi. Anh Sang Nguyễn Minh ơi, lá đỏ ba thân này thì nhỏ hơn, ba thân thì nhỏ hơn chậu kia. Đây lá đỏ viền đây ạ, lá nhựa nhá, lá nhựa chứ không phải lá lướt đâu ạ. Đây, lá nhựa nha anh, đó, lá nhựa nhá. Hai chậu này mỗi chậu đều 550k ạ. Đây, nó ba thân nhưng mà nó nhỏ hơn chậu này, nó ba thân nhưng mà nó nhỏ hơn. Đấy, đây anh có thể ngắm xem cái thân già này, anh có thể xem thân già này. Đấy. Anh chốt chậu nào ạ? Anh Sang Nguyễn Minh. Hai chậu, mỗi chậu đều 550k nhá. 550k một chậu. Khổ ghê cơ, em không có dây buộc tóc để buộc tóc đây. Không có dây buộc tóc để buộc tóc, phải buộc tóc bằng cái này đấy mọi người. Thấy khổ tâm không? Đây, anh chốt chậu nào anh Sang Minh? Anh Sang Minh ơi, anh chốt chậu nào? Chậu nào cũng đẹp, theo em thì anh chốt cái chậu hai thân này này. Anh chốt cái chậu hai thân này. Heo và nay có chốt thêm gì không? Ra thôi, cũng thấy cây nào cũng muốn chốt. Ok chị, em cảm ơn chị nhá. Chiều mai em mang hàng cho chị. Vinh có chốt thêm cây gì không? Vinh nó chốt mấy cây hàng rừng thôi mà. Đây. Bây giờ anh đóng hay anh chốt trong inbox á? Chậu này ai chốt chưa anh? Chưa.
Dạo này ai sốt chưa? Chưa. Sợ ơi thân đỏ à? Không, thân xanh. Anh ơi, tại người ta bán đắt rồi. Sợ ba thân đỏ mà to tí em. Ba thân đỏ mà to à? À đây, đây, đây. Có chợ bốn thân đỏ mà to đây ạ. Để em kiếm nha, để em kiếm nha. Đây, đây. Đây rồi. Chợ ba thân đỏ mà to đây anh ơi. Ai bán lan cũng giàu, riêng em nghèo. Tại vì em bán rẻ lắm thôi ấy. Đây anh nhá, chậu ba thân đỏ mà to đây ạ. So sánh với chậu này luôn cho anh nhá. Đây, thân này ạ. Thân tím đỏ luôn ạ. Thân tím đỏ luôn. Được chưa ạ? Thân này. Thân lá của dòng này thì gọi là quá đẹp rồi. Anh mà thấy cái dây chun anh cho em xin nhá. Có cái dây này đâu. Buộc đẹp thì buộc. Anh ơi, có phải tự nhiên có cây bán đâu, chỉ lời xíu xiu thôi. Mọi người cứ nghĩ thế. Giàu lắm em, có 30 tỷ. Anh ơi, chậu này em chốt 700k nhá. Anh sang với mình anh có ok chậu này thì em chốt 700k này. 700k chậu này nhá. Và cái dây chun thì, cái dây thít thì làm sao buộc tóc được ở trời. Em chào anh Xuyên Phạm. À anh ơi, không phải là thân gãy đâu ạ. Cái thân này là, đây có một cái thân này là nó, cái rễ ở đây, cái rễ của nó không chắc lắm. Cái rễ của nó không chắc lắm. Thôi để em lấy chậu khác, chậu này để em trồng lại đó. Anh tìm cho em một chậu ba thân đỏ. Để em lấy chậu khác cho anh nhé. Lấy chậu đứng đẹp cho anh. Anh lấy cho em một chậu ba thân đỏ ở dưới kia nào. Để em tìm chậu khác. Ở đằng kia còn chậu ba thân đỏ nào, lấy cho em một chậu. Để em lên chậu khác cho anh nhé. Cây đỏ nù bao nhiêu? Cây đỏ nù nào anh ạ? Anh Đặng Nhật Vĩ. Cây đỏ nù này hả anh? Cây đỏ nù này là 400k anh nhé. Cây đỏ nù này là 400k ạ. Đây em lên một chậu to cho anh nhé. Đây chậu này to đây ạ. Lên chậu to này. Thân này ạ. Thân đỏ nhé. Ba thân, thân này đang xuống lá. Thân này đang xuống lá nhé. Ê, thân đỏ lù luôn. Mọi người, anh có thể nhìn đằng sau này. Đỏ mà vẫn kẻ chỉ nhá. Chậu này thì 650 ạ. Chậu này 650 nhá. Anh Sang Minh Hoàng có ok không? Chậu này 650. Đúng rồi mọi người. Khổ ghê, không có dây buộc tóc. Em quên ở nhà thôi, nói đùa mà anh Hemuller cứ trêu mãi. Đây chậu này này, chậu này 650k này. Anh ơi, cây mắt kính thì không có bán nhá. Cây mắt kính em không có bán đâu. Hôm sau tự nhiên thấy ai gửi cho hộp dây buộc tóc thì vui biết mấy. Anh Lưu Hải chốt à? Ok anh Lưu Hải chốt 650 à? Anh ơi chuẩn bị nụ, anh Sang Nguyên Minh ơi. Mà anh lâu quá anh Lưu Hải, anh ấy chốt rồi này. Rồi tạm thời thế. Anh Sang Nguyên Minh ơi, anh lâu quá anh Lưu Hải, anh ấy chốt mất rồi đây này. Ok, cho anh Lưu Hải nhá. Anh phải quyết nhanh đấy, không là người khác chốt mất. 650 này. Chào anh Phạm Đình Huân nhá. Không buộc mới đẹp. Anh ơi, buộc vào cho nó gọn gàng anh ạ. Dán đứng bên tre.
ra đường Bến Tre thì phải bán kẹo dừa. Chuyển sang thả thính. Thôi anh ơi, em không có nhu cầu thả thính. Anh Vũ Tư, em không có nhu cầu thả thính. Lấy một chậu khác ba thân đỏ nữa đi anh ơi. Có nụ. Để em chọn cho anh Sang Nguyên Minh một chậu ba thân đỏ mà có nụ nhá. Đích thân đứng lên đi chọn đây. Ba thân đỏ mà lại có nụ nữa à? Khó nhỉ. Ta nói nó mới khó làm sao. Hàng này là hàng kiến anh ạ. Hàng này là hàng kiến anh nhá, không phải là ki đâu. Có một ki đây. Có một ki. Có một ki nhá. Có chậu ki, có chậu kiến anh ạ. Có chậu ki, có chậu kiến. Đây. Anh Sang Nguyên Minh ơi. Đây nhá. Chậu này đang nứt nụ ạ. Thân này xuống lá rồi, đang nứt nụ này. Còn hai thân đỏ này. Còn hai thân đỏ này. Hàng Di Linh Xuân, anh Ngô Ngọc Dân nhá. Anh Ngô Ngọc Dân ơi, hàng Di Linh Xuân nhá. Thân bên trong của nó cũng đỏ luôn nhá. Thân bên trong của nó cũng đỏ luôn. Đấy. Thân bên trong cũng đỏ. Đây. Thân đỏ kẻ chỉ này. Kẻ chỉ rõ ràng luôn nhá. Anh Sang Nguyên Minh có ok chậu này thì em sẽ chốt cho anh chậu này với giá là 650k này. Anh có ok thì em sẽ chốt cho anh chậu này với giá 650k. Anh Sang Nguyên Minh đã ưng chưa? Đã ưng chậu này chưa? Chậu này đang chuẩn bị nụ nhá. Đây, anh nhìn lá này. Lá nó cũng đỏ, thân bên trong cũng đỏ đây, đang nứt nụ ra đây ạ. Đó. Anh nhìn thấy chưa? Đẹp mê ly mê hồn chưa? 650k rồi, ok anh Sang Nguyễn Minh nhá. Anh lên số điện thoại địa chỉ cho em đi. Đấy, em đứng lên cái là có hàng ưng ý anh ngay. Anh Sang Nguyên Minh này. Anh lên số điện thoại địa chỉ cho em luôn nhá. Em ghim tên cho anh à. Em chào anh Nam Lê. Chào anh Kỳ Nguyễn. Đây, em lên một chậu vừa vừa tiền. Em lên một chậu vừa vừa tiền này. Anh Sang Nguyên Minh ơi, cây của anh nhá. 650k của anh lên luôn số điện thoại địa chỉ của em ạ. Anh có muốn chụp ảnh cây không? Anh có muốn chụp ảnh? Anh inbox địa chỉ nhé. Ok, anh có muốn chụp ảnh cây luôn không này? Chụp ảnh luôn đi anh. Thật sự là chưa tìm được cái góc. Chả biết dơ kiểu gì cho anh chụp cho nó đẹp. Chưa tìm được cái góc 3/4 nào xuất sắc cả. Đây, cây này rất là đẹp không góc chết luôn này. Anh chụp được chưa? Cây đẹp không góc chết luôn nhá. Rồi, ok, chụp đi anh. Anh Thành ơi, anh Thành trồng lại cái chậu này cho em ấy. Được chưa anh ơi? Xong rồi ấy nhở? Chụp ảnh nhanh mà. Anh làm mai đậu ơi, anh gửi cây ship đang mang đi cho anh rồi đấy. Nhưng mà chắc mưa gió anh chờ tí nhá. Mưa gió bão bùng. Đây cái chậu này này. Anh trồng lại cho em cái chậu này. Đúng sao? Nó hơi, cái rễ của nó hơi bị nông quá lên mặt đấy. Hello Quyết. Đây, lên một con tím ù luôn này. Cái gì? Lên không phải trồng lại, cái này về đổ thêm đất đằng này là thay chậu mới. Lên tiếp một con tím ù luôn nhá. Đó. Một con thôi nhưng mà rất tím ạ. Lá tím viền nha mọi người. Lá tím viền. Chào anh Hàn Quốc.
anh Hàn Quốc này bán hàng có tốt không? Đây ạ. Đó. Chậu này chủ yếu là chủ em thôi à. Em á? Trời ơi, em thì người mẫu nghiệp dư chụp gì nữa. Đây. Ai chốt chậu này thì em sẽ chốt cho với giá là 320k. 320k cho chậu này. 320k này. Đỏ, đỏ ơi là đỏ luôn. Đỏ như son. Có à? Nay có ủng hộ em cái gì không này? Cho tốt chậu này xong rồi em lại lên hàng xanh sạch cho nó đổi gió nhá. Đóng lại đơn tặng này nhé. Anh đóng đơn tặng đi. Đây cả ba đơn này đều là đơn tặng ấy. Nhưng mà bây giờ tên của ai đây? Cái này là của anh Đinh Viết Hồng Anh này. Đinh Viết Hồng. Anh Đinh Viết Hồng, cái đấy là của anh Bùi Hải này. Cái này là Anh đóng của... 200.000. Cái này là của ai nhỉ? Đây nữa này, đây đây một quà game ở dưới đây nữa này. Đây. Thân đỏ này, thân đỏ u luôn. Em chốt chậu này bao. Anh ơi, cái này là ki anh nhá. Cái này này, chậu này là chậu ki này. Thân mẹ của nó teo rồi anh ạ. Vâng ơi, em để cả chậu anh ơi. Đây ạ, thân mẹ của nó đang teo rồi anh nhá. Chậu này là chậu ki ạ. Chậu ki thì rễ nó mới nổi như này anh nhá. Rễ nó nổi nó ăn xuống này. Còn nếu là kiến thì nó sẽ ăn từ dưới này nó ăn lên này. 320k chậu này nhé. Chậu này là ki, có chậu ki, có chậu kiến. Em sẽ gửi cả chậu mà. Em sẽ gửi cả chậu nhé. Chậu này 320k có ai chốt không? Không thì em lên hàng xanh sạch đổi gió cái. Anh Giang Nguyễn Minh. Chào anh người Tây Nguyên. Lên tiếp chậu xanh sạch nhá. Anh Hoa Lan Phú Thọ ơi, cái này là xanh sạch hàng hạt anh ạ. Hàng xanh sạch hàng hạt đấy. Anh xử lý cho em cái đơn này đi. Đây anh cứ đọc đi biết. Đây ạ, chậu này rất là to này. Đo xem ở đây được bao nhiêu sen. Cái này được 45 sen. Cái này 45 sen. Cái này được 25 sen. Và một con kiến con nữa. Chậu to đang hoa Cái này trâu to. của ai nhỉ? Hả? Của ai nhỉ? Anh Bùi Hải. Đây ạ. Đó. Xanh sạch tuyệt đối nha mọi người. Ai thích chậu xanh sạch tuyệt đối này gộp đơn không ạ? Em chốt chậu này với giá là 330.000. 330.000 chậu này nhá. Ba trăm ba mươi nghìn chậu này trâu to đang hoa tết. Chị có bán trâu đâu, chị không có trâu, ngại đóng trâu lắm, đóng trâu không biết đóng thế nào cho nó khỏi dập lá nữa cơ. Ai thích xanh sạch thì chốt cho em chậu này này. Cho anh có một cái nông xanh ta lùi. Anh Biên ơi, anh Biên lấy thêm một chậu nữa đúng không? Anh Biên lấy thêm một chậu nữa. Để em tìm nhá, để em tìm. Để em tìm. Chưa tìm thấy. Đợi em tí em tìm. Anh có thích chơi hàng xanh sạch này không? Hàng xanh sạch này thì chậu to này chỉ có 330k thôi này. Em đứng lên em tìm nhé. Thúy Nghĩa ơi, cái hàng hạt này thì chưa có hoa đâu em ạ, chưa có mặt bông đâu.
Mặt bông với cả hạt thì làm sao mà bảo hành mặt hoa được em? Hoa xổ số thôi. Đây có ra được bông này, có ra được bông này là có ra được bông này là ôi rồi lại bị mất à? Khổ nhờ, sao ở chỗ em nhiều trộm đấy. Đây giò này là bông ra được mặt bông này là hồng xước này. Ra được mặt bông hồng xước nhá. Nhưng mà mỗi chậu nó một mặt bông ấy nên là không có biết, không có bảo hành được đâu. Đây. Anh gì nhỉ? Anh Phạm Văn Biên ơi, đây chậu này anh nhá. Chậu này xuống lá hết rồi, đang sưng nụ rồi anh ạ. Đây anh xem này. Đây đang sưng nụ nhá, em chỉ xa xa nhá, em chỉ xa xa nhá. Chờ sờ tay vào hay thui nụ lắm, chỉ xa xa thôi này, đó. Mắt nào cũng đang sưng luôn ạ. Đây. Chậu này lẽ ra em bán 550 đấy, em bán 550 nhưng mà anh gộp đơn đúng không? Anh có một đơn 850 rồi. Anh có một đơn 850 thì em gộp cho anh đơn này 500k nhé. Anh Biên có ok không? Lạnh buốt trong tim. Anh Nguyễn Thi ơi, chậu hồng xước thì em chưa bán ạ. Em chưa bán, nó là chậu mẫu của cái lô này. Cái lô này em chưa bán hết. Em chưa bán hết nên em chưa bán chậu xước nhé. Bao giờ em bán hết thì em sẽ bán chậu xước ạ. Chào Dũng Trang, chào anh Vũ Đoàn. Đây. Anh Biên có ok không? Đây ạ. Mắt nào cũng thấy nụ rồi, thân này thì đang có sưng quá quá nhiều luôn. Nghỉ chơi video game nào. 5 giờ nghỉ ạ, 5 giờ nghỉ nhá. Tối nay em nghỉ bán cho nên là bây giờ tranh thủ bán một chút. Tối nay em nghỉ bán xem bóng đá. Có xanh sạch, có anh lạnh buốt trong tim rồi, có xanh sạch anh nhá. Đây, xanh sạch đây anh. Xanh sạch đây. Xanh trong, xanh lọc đây. Đó. Em ở Hà Nội anh Hoạt Ngô Văn ơi, em ở Hà Nội nhé. Đây, xanh sạch ba mầm này. Chậu xanh sạch ba mầm, mầm rất là dài luôn. Ôi trời. Để em cho nó đứng cái. Bạn anh không lấy thôi em. Vâng anh ạ. Em cảm ơn anh Biên nhá. Tối nay hai ông bà vừa thấy có đi bão không? Tôi không, tôi báo ở nhà thôi ông Quyết ơi. Ông Quyết ơi, tôi báo ở nhà thôi. Anh Biên có chốt một chậu xanh sạch này thì để kèm đơn này anh này. Đấy, chậu xanh sạch. Chậu này thì cũng đang chuẩn bị nụ rồi nhá. Hàng này là toàn là hàng nụ xuân, hàng hoa xuân hết ạ. Hàng này là toàn hàng hoa xuân hết. Đấy. Em ở Nhổn gần Đại học Công nghiệp, trộm ken rồi nên chó nó gắn không sủa gì. Hay là hàng xóm. Biết đâu lại xa tận chân trời gần ngay trước mắt. Chơi game. Hả? Quyết nó suốt ngày bị mất lan. Anh Thành đóng em cái cửa đi, lạnh quá. Cái này của ai? Cái nào? Cái gì nào? Cái dài dài tối qua. Đinh Viết Hầu. Đây ạ. Chậu này là 330k nhá. Chậu này là 330k. Xanh sạch. Em ở Nhổn gần Đại học Công nghiệp, anh Tiến coi ơi. Đây, 330k chậu này. Đó, đẹp chưa? Anh Quang. Anh Lê Trường ơi, hàng xanh sạch. Sổ số mặt bông thôi ạ. Có ra được bông hồng xước. Nếu chơi mini game. Anh ơi đây ạ, mặt bông này là mặt bông tham khảo nhé. Mặt bông tham khảo nhé. Em chậu này 330 ạ. Đây có hoa, có chậu này hoa tham khảo này. Em thì không có bảo hành được đâu bởi vì là hạt mà. Mỗi nó giống như là kiến ở rừng ấy. Mỗi bông nó một. Ở trong tin nhắn có một cái tin nhắn vừa gửi đến ấy. Anh xử lý cái đấy cho em, anh kiếm một cái cây nào anh gửi đây. Tin nhắn Facebook không? Chứ không, tin nhắn Messenger. Đấy. Đây có cái chậu này ra được bông xước này. Bông xước rất là đẹp luôn. Bông bói mà nó đẹp như này, hoa rất to nhé. Đó. Chậu to này em chốt 330k này. Ai chốt nhanh thì sẽ có phần. Ai chốt nhanh thì sẽ có phần. Đang bây giờ bù cho cánh cây nào anh? Anh kiếm đại một cái cây nào anh bù. Có cái chậu... Bên trước anh mua cây gì? Cái chậu nhỏ ấy. Chậu nhỏ tí xíu á. Kiếm được di linh vào thế này. Dạ, chậu có hoa em chưa bán nhé. Chậu có hoa là chậu mẫu của lô này. Đây được không? Được. Có sâu quá không? Đây. Kiến lửa di linh đây ạ.
Em xin anh bảo mua cái kính Mỹ. Anh bán kính à? Đây ạ, chậu này kiến lửa này là giá 320k. Kiến này 320k nhé. Chào Hoàng Trang ạ. Đây. Kiến này 320k này. Anh hỏi kiến lửa thì chốt kiến đấy 320k hoặc là có kiến to hơn, chậu to hơn, tùy chậu. Chào Hằng Trang, có ai chốt chậu xanh sạch này cho em không? Khổ, chậu hoa bó em chưa bán nhá. Bao giờ bán hết lô hàng này, lô xanh sạch này xong rồi là em sẽ bán chậu hoa bó ạ. Loại này anh có rồi, đúng rồi, hai loại này anh đều có rồi. Hai loại này anh đều có rồi anh ơi. Tôi cái chậu có hoa ra. Có mỗi một chậu này nó hoa sớm này, mắt xước này. Mọi người mua về xổ số đi, mọi người mua về xổ số. Đây. Cây rất đẹp luôn. Đẹp mê ly. Chào anh Trung Trần. Chào anh Trung Trần nhé. Xin chào anh Trung Trần. Mọi người thích hàng gì thế nào? Thích hàng xanh sạch hay là thích hàng xanh sạch hay là thích hàng di linh thế nào? 300k chốt nha. Rồi ok, chốt giao lưu với chị Nguyễn Tuyết chậu 300k nhé. Chị Nguyễn Tuyết lên số điện thoại địa chỉ cho em đi, chốt giao lưu một chậu. Đây là em chốt giá vui vui. Đây là em chốt giá vui vui nhá, em chưa. Thúy Nghĩa ơi, xanh sạch á, nứt nụ hết rồi, hàng xuân mà. Đúng rồi, gọng kính này em mua 50k thôi, mua ở chợ sinh viên ấy. Chị Nguyễn Tuyết ơi, lên số điện thoại địa chỉ đi, em chốt cho chị một chậu này. Trời lạnh cái làm cái gì cũng chậu, cao bao nhiêu sen? Cao á, cao lắm. Cái này được 50 sen này, một thân 50 sen. Một thân 50 sen, một thân này hơn 20 sen nhé. Anh Thành Đạt Nguyễn ơi, xanh sạch này xanh sạch hàng hạt thôi. Một tuần mua hộ cho chúng nó. Khổ thế chứ lại. Răng vây chặt vào. Quyết ơi vây chặt vào. Gọi điện cho anh ấy, nhắn cho anh ấy, gọi điện cho anh ấy luôn, bảo là em vừa gửi lại cho anh rồi đấy. Không xem được rồi. Có số điện thoại đấy, anh tìm lại bill xem tôi là gì. Chả nhớ ra là gì, có tin nhắn này, có tin nhắn SMS đấy. Cây nù á? À, cây nù á? À rồi ok. Cây nù 300k á, rẻ thế. Cây nù 300k em lại nhầm đấy. Em hôm nay không có năm cánh trắng đâu anh Hải Lâm Trần ơi. Cây nù 300k là em không có muốn bán đâu, nhưng mà thôi lỡ đồng ý rồi thì bán luôn. Chị Tuyết lên số điện thoại địa chỉ nhá. Hai con bép mà vẫn lấy được cái tài nhỉ. Đây nha chị Tuyết này, thật ra là em không có muốn bán chậu này 320 đâu, nhưng mà em tưởng chị chốt chậu kia nhầm, thế thôi chốt luôn nhá. Chị lên số điện thoại địa chỉ cho em đi. Đây Nguyễn Thúy có chốt chậu này không này, chậu này rất là to dài luôn, 330k. Em ở đâu vậy? Em ở Hà Nội anh nhá, em ở Hà Nội ạ. Đây để bông hoa đây cho đẹp. Lạnh quá. Nỡ điện cho vào đem bát hay lan tặng. Ôi thôi anh Vũ Đoàn ấy thấy ác quá, bán chậu có hoa đi em chưa bán. Anh Vương Dung ơi, đã hết hàng này đâu mà bán, đang còn hẳn 800 chậu nữa đây nè.
Anh Phương Dung ơi, anh Phương Dung có thích hàng Di Linh Xuân không? Anh có thích hàng Di Linh Xuân không? Rồi ok chị Tuyết nhé. Chị Tuyết có chụp ảnh không ạ? Chụp ảnh luôn này chị này. Cảm ơn anh Định Thanh nhé. Cảm ơn anh Thanh Lê. Ngày sinh thì phải kết bạn xong rồi chia sẻ bài cho em đi. Đây ạ. Chị Thanh, chị Tuyết chụp ảnh xong rồi lên địa chỉ cho em luôn nhé. Chụp ảnh đi. Trời lạnh nên làm cái gì cũng chậm. Em người Việt Nam mình thôi. Ờ, khổ ghê vậy đấy. Chị ở gần em mà. Ô chị ở đâu đấy? Nếu mà chị ở gần thì khỏi gửi bill luôn chị. Chị ở gần thì em gửi ship cho chị luôn. Nào lên hàng Di Linh Xuân tiếp nhá. Chậu 50 ngàn á, có cái chậu 50 ngàn. Có chậu 50 ngàn, có cái chậu 50 ngàn. Bữa trước anh đã mua rồi, giờ đang chờ hoa hả anh? Lên tiếp một chậu nữa này. Lên tiếp một chậu cho ai thích ngắm hoa nhá. Chậu này đang xuống lá nhiều rồi. Em thế không để ý gì về bông hoa. Bông này sổ số thôi mà ông ra được hồng sước đẹp phết nhỉ. Thân nó cũng xanh sạch này. Thân xanh sạch, mặt bông khá là sáng. Đây, Di Linh Xuân đây ạ. Đang xuống lá nhá. Đang xuống lá. Hai thân này, ba thân. Ba thân. Với cả mớ kỳ kiến, mớ kia, mớ kỳ nữa này. Đây mọi người này. Mớ kỳ. Mớ kỳ luôn. Ok rồi em. Vâng chị nhá. Đây, mớ kiến luôn. Đây. Kỳ này. Có mấy kỳ nữa nhỉ? 1 2 3 4 kỳ nhá, có 4 kỳ. 4 kỳ với 3 thân dài. Thân này được 20 cm này. Thân này khoảng 15 cm, thân này khoảng 5 cm ạ. Thân này khoảng 5 cm nhé. Đang xuống lá nứt nụ rồi, nhìn thấy nụ rồi nha mọi người. Về chỉ có chờ ngắm hoa thôi, không biết cái này có ra được bệt không nhỉ. Thân cũng khá là hay. Đây nhá. Vâng, anh ngắm xong chưa? Còn xong hết rồi thì đây, dưới đây có một cái quà nữa này. Hả? Đây, dưới này có một cái quà này. Chậu này em bán 650k nhá, anh Thành Đạt Nguyễn ơi. Chậu này 650k anh nhá. Chào anh Thắng Hưng ạ. Chậu này 650k. Đây. Kỳ kiến chi chít luôn ạ. Kỳ này. Mọi người có thể nhìn thấy kỳ rễ. Rễ khỏe đẹp luôn. Chậu này 650k. Đó. Mọi người nhìn này, kỳ này. 3 kỳ nhá. 3 kỳ với 1 kỳ này tím ngắt nữa này. Cây này dễ ra vệt đấy. Không, 500k em không bán đâu anh ơi. 650k. 550k, 500k sao bán được anh Thành Đạt Nguyễn. Em đang có bán rất là rẻ rồi. Hàng Di Linh Xuân anh biết là người ta bán đắt như nào không? Vâng vâng rồi, chị gọi điện cho em nha. Chị ơi, vậy chị nhắn tin cho em cũng được. Chị nhắn tin cho em cũng được nhá. Nhắn tin vào tin nhắn cho em cũng được. Chào anh Thái Vinh Nguyễn. Em nói thật là 650k còn là giá đang có giá tốt luôn ấy. Chứ không phải là bán đắt đâu. À, vâng anh Thái Vinh Nguyễn ơi, kiến anh ạ. Đây, ba kiến lớn nhá. Đang nhìn thấy nụ rồi, đang xuống lá nhìn thấy nụ rồi đây ạ. Đang nứt nụ rồi nhá. Đây mọi người nhá. Em chỉ xa xa nhá. Nụ này, nụ ở giữa hai cái đường kẻ đấy ạ. Ba kiến và ba kỳ ạ. Chậu này ba kiến và ba kỳ nhá, 4 kỳ. Chậu này ba kiến và 4 kỳ nhá. Đây, 4 kỳ đây ạ. 4 kỳ nhỏ nhỏ này, 4 kỳ nhỏ nhỏ. Kỳ cũng mập ú ù luôn, mọi người nhìn kỳ mập ú ù luôn, tròn xe. Kỳ tròn xe nhìn dễ thương cực luôn, chậu này 650. Anh Đức Anh Nguyễn ơi, hàng này là hàng kiến thuần nhá. Hàng Di Linh Xuân anh ơi, hàng Di Linh Xuân anh Tân Lương nhá, hàng Di Linh Xuân ạ. Vâng anh nhìn nó đang xuống lá đây, đang xuống lá, đang chuẩn bị hoa đây anh.
Anh nhìn anh chơi chơi cây nhiều, anh nhìn thân lá anh biết mà. Em không chốt 550 đâu ạ, 650 là em còn đang chưa có lãi đâu. Không ạ. Em đang bán 650 còn chưa có lãi luôn. Anh Nguyễn Quang Tùng, anh ấy còn bảo Di Linh Xuân rẻ thật đấy này. 650 nhá. 650 chậu này 330, em không có bán trả giá nhiều thế đâu anh. Lời lãi chi được nhiều thế đâu anh ơi. Em đang bán rất rất là rẻ luôn. Anh có mua được ở đâu với giá đấy thì em trả lại anh tiền luôn đấy. Đang bán giá rất tốt nhé. Sưu tầm cổ vật. Chào anh Kiệt Bùi Trường, chào Otrich. Anh có ok không? Chậu này là 650, chậu này 330 này. Anh lấy cả hai chậu thì em sẽ để cho anh là 950 nghìn hai chậu. Anh lấy hai chậu thì em sẽ để giá là 950 nhé. Không, tổng 900 là em lỗ sâu quá không được anh ạ. Em đang bán là bán giá vui vui, không muốn lãi đâu. 650 nghìn chậu Di Linh Xuân này làm gì có lãi anh. Vâng, em chào anh Nguyễn Sĩ Tuấn ạ. Em không có bớt được 50 nghìn, thật ra nó không đáng là bao. Nhưng cái vấn đề là em đã bán rất là sát giá rồi, cho nên là xuống nữa là lỗ luôn chứ không phải không nói lãi nữa. Chuẩn bị ra luật nói điêu. Em chả sợ nói điêu làm sao ở anh Vũ Đoàn, nói điêu nói nhiều chém gió sẽ bị phạt mà. Thế thuế bán hàng online em chả sợ, em thì chắc là phải đóng thuế bán hàng online rồi, nhưng mà thuế nói điêu thì em có nói điêu đâu. Anh Thành Đạt Nguyễn ơi, bớt 30k rồi đấy anh, bớt 30k rồi đấy, hai đơn 950k nhé. 50k nó chẳng đáng là cái gì đâu anh, nhưng mà anh để cho em có công một tí thì hai anh em mình cùng vui vẻ, anh có cây đẹp em có một chút công, chỉ lời lãi tiền chục nghìn thôi anh ơi. Người ta bán cây có nhà có xe đi, em dây buộc tóc cũng không có đây này, thật em bán cây dây buộc tóc cũng không có đây này, buộc bằng dây 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 chun đây này. Anh có ok thì ok cho em này, cây rất là đẹp rồi đấy, anh không mua được ở đâu hàng đẹp như này luôn. 950k ok hai chậu đi anh, là em đã bớt 30k rồi đấy ạ. Chị xinh gái xinh. Hàng Kiến, anh Nguyễn Văn Hiệu ơi. Nãy em gọi không thấy nghe. Ừ, nãy chắc chị bận đấy, tí nữa chị check inbox em nhá. Chốt mai mua dây buộc tóc cho họ. Trời ơi. Thôi được rồi. Anh Thành Đạt Nguyễn lên địa chỉ đi nào. Nhớ mà mai mua dây buộc tóc cho em đấy nhá. Thành Đạt Nguyễn lên địa chỉ đi Thành Đạt Nguyễn ơi. Các bác không chốt là em chốt bây giờ. Đây ạ, hàng này là hàng hạt nhé. Hàng này là hàng hạt, hàng này là hàng kiến ạ. Không có dây buộc tóc còn nói điêu hả? Nói đùa chứ nào đã điêu được miếng nào đâu anh Đoàn ơi. Chào anh Tuấn Hiền nhá. Chào anh Tấn Phạm nhé. Anh Thành Đạt Nguyễn lên số điện thoại địa chỉ cho em với. À lên có số điện thoại rồi, lên địa chỉ đi anh. Rồi ok anh nhé, mai em gửi cho anh. Mai em gửi cho anh. Anh Tấn ơi, nay có ủng hộ gì không? Anh đằng trước chứ không đằng sau.
Là sao hả anh Đoàn? Chưa hiểu mấy. Chưa hiểu mấy. Cảm ơn anh Thắng Hưng nhé, em cảm ơn anh. Thế mà còn chưa. Anh cơ khí hiếu nghĩa ơi, tùy do anh to bé các kiểu. To bé. Thế mà còn chưa làm siêu lòng anh Thắng Hưng. Chưa thấy anh Thắng Hưng chốt cho giò nào. Anh Thành Đạt Nguyễn nhá. Tên của anh có đây rồi ạ. Anh cơ hí khí hiếu nghĩa nhưng có ai cơ bị gãy ngọn em mà. À, dạ cảm ơn anh. Cảm ơn nhé, cảm ơn anh Thành Đạt, cảm ơn anh Thắng Hưng. Anh Tấn ơi, anh Tấn chụp ảnh gửi cho em xem là gãy sao để hôm sau mua gì em bù nào. À, thật đấy, lạnh khiến cho chậm cả hiếu luôn. Lạnh chậm cả hiếu luôn. Đây, anh hỏi Di Linh hay là anh hỏi hàng xanh sạch? Anh ơi, có cả Di Linh, có cả hàng xanh sạch nhá. Anh chốt hàng gì cũng có luôn. Anh cơ khí hiếu nghĩa ơi đây ạ. Di Linh thân đỏ này. Thân đỏ kẻ chỉ này. Đẹp mê ly luôn. Đấy, hai thân. Hai thân và một kiến này. Hai thân và một kiến nhé. Và một kiến nhỏ xíu xíu nữa. Hai kiến nhỏ xíu xíu nữa này. Em ở Hà Nội, anh Thắng Hưng ơi. Em ở Hà Nội nhé. À, em ở Hà Nội đây. Thân này rất là dài. Thân này được khoảng hơn 20 cm này. Mọi người nhìn thân lá đẹp này. Đang nứt nụ rồi ạ. Đang nứt nụ rồi nhá. Đây. Cái này về là mọi người sẽ ngắm hoa luôn ạ. Vâng. Anh nhá, anh cứ chụp ảnh anh gửi cho em. Để lần sau gửi cho em để thứ nhất là em rút kinh nghiệm khi đóng hàng. Thứ hai là em sẽ bù cho anh cái gì đó. Đấy. Đang nứt nụ rồi đây. Cái này nhìn rõ hơn này. Đấy, cái này nhìn rõ hơn này. Anh ơi em gửi Viettel anh nhá. Em gửi bưu điện Viettel. Ô tô thì ban ngày em buổi sáng em lại phải đi làm, buổi chiều thì về tranh thủ lai là không có thời gian đi chờ ô tô. Nhà em thì lại không gần bến xe nào cả. Mà gửi về Bắc Ninh thì chỉ mất một ngày thôi. Ngày mai em gửi là thứ mai thứ ba đúng à, nay thứ ba. Mai là thứ tư em gửi. Thứ năm anh nhận nhá. Anh cơ khí hiếu nghĩa ơi, hàng này hàng Di Linh Xuân anh nhá. Hàng Di Linh Xuân chậu này 550k ạ. Chậu này 550k anh cơ khí hiếu nghĩa nhá, hàng Di Linh Xuân ạ. Hàng Di Linh Xuân 550k chậu này này. Đó. Hà Nội. Ôi em nói Hà Nội mà em đâu có bao giờ nói ngọng đâu anh. Em nói Hà Nội mà anh nghe là sao ấy chứ. Em bảo là Hà Nội. Có nói ngọng bao giờ đâu. Lúa nếp là lúa nếp làng vẫn nói được nhá, không nói ngọng đâu. 1 2. Đây là hàng xanh sạch gieo hạt này, 3 60 cm. Cái này được gần 40 cm. Xanh sạch nhá, dòng này xanh sạch ạ. Dòng này xanh sạch. Chưa ạ? Đó. Dòng xanh sạch này là chỗ này em chốt 320k. Hà Nội chỗ nào em? Em ở gần Đại học Công nghiệp anh Thành Đạt ơi. Em ở gần Đại học Công nghiệp nhá. Chốt thằng con kia. Trời sao hôm nay sao mọi người cứ trả giá em ấy nhở. Thôi rồi. Chốt 500k. Không muốn chốt đâu nhưng mà muốn trôi hàng nên đành phải chốt. Em chốt cho anh Thắng Hưng rồi. Anh Thắng Hưng ơi, anh biết làm sao em chốt 500k không? Tại vì trước khi chốt là anh có chơi bài tâm lý là anh khen xinh rồi nên là em mới chốt. Khổ lắm, phụ nữ là hay. Ship về Hải Dương. Anh ơi, ship về Hải Dương có thể là cái thùng hàng nó to ấy anh. Hôm trước anh mua cái cây lớn ấy thì có thể cái thùng hàng nó to. Nên là giá nó hơi mắc lên một tí. Anh Thắng Hưng lên số điện thoại địa chỉ đi. Anh Thắng Hưng khen xinh gái chút 500k mình xuôi luôn mới sợ. Anh Phan Hoàng ơi, anh thích thì em lấy hơn anh chậu khác nhá. Cái
Cái gì 300k hả anh Tùng? Chậu xanh sạch này 300k á? Ôi 300k chưa có lãi anh ạ. 320 nhá. Cho em xin 20.000 công đóng hàng. Mà thôi được rồi, chốt 300k. Anh lên số điện thoại địa chỉ đi anh Tùng. Chốt nhanh, sắp nghỉ rồi. Đây em sắp nghỉ rồi, mấy đơn này sau này sẽ chốt giá tốt cho mọi người nhé. Rồi anh Nguyễn Quang Tùng nhé, ok, 300k. Anh lên số điện thoại địa chỉ đi, bán nốt mấy đơn nữa em nghỉ đây, chuẩn bị cơm nước để xem bóng đá nào. Anh Thắng Hưng ơi, anh lên số điện thoại địa chỉ cho em nhé. Ok. Anh Tùng ơi, anh Tùng lên số điện thoại địa chỉ đi. Rồi, em cảm ơn anh Nguyễn Hùng Thắng nhá. Cảm ơn anh Nguyễn Hùng Thắng này. Em cảm ơn anh Tùng ạ. Đây ạ. Đây, có tên của mọi người hết rồi nhá. Có tên hết rồi. Anh vào trên bên của ok anh. Ok anh inbox cho em đi. Mọi người còn ai thích hàng gì nữa để em lên nào. Anh ở làm tòa nha. Thế anh em là tối thiện tòa nha. Sao nên được có cơ chức bảo họ. Em đang ở một chút. Ai rồi anh? Ở ngay đi tối thiện tòa nha. Em còn 2 chậu xanh sạch nữa. Em lên lốt à, quên, lên nốt bán giá tốt nhá. Đối diện đường, đối diện toàn 2 nhìn sang bên này đường sẽ thấy một cái. Em lên tiếp 2 chậu xanh sạch bán giá tốt này. Còn 2 chậu xanh sạch nữa lên bán giá tốt, chậu kia của ai anh? À đây còn 3 chậu nữa. 3 chậu này sẽ bán giá cực tốt nhá. Có một chậu mít xếp này. Có một chậu mít xếp. Hai chậu, có 2 chậu mít xếp này. Chả biết ai bom hàng đây. Đây, khui bom ra bán rẻ nhá mọi người. Mọi người ơi, còn anh Hải Phan ơi, anh muốn lấy chậu tầm bao tiền để em chọn cho. Anh Lâm Vũ ơi, bóc rừng á, em có. Em hàng gì chả có. Chuyên phi điệp đây, anh hỏi em là hỏi đúng người đúng tội rồi. Đây nhá, em chả biết ai bom hàng đây. Em bán rẻ cho mọi người mấy cái đơn bom này nào. Xem chậu Di Linh đi. Dạ vâng, em chốt nốt 3 cái chậu này giá tốt nhá, bom hàng đây này. Khổ tâm vậy đó. Đây. Chậu này rất thân rất mập nhá, lá xếp ạ. Chậu này thân rất mập, lá xếp này. Để kiếm cái que dài cho nó đứng thẳng, cái que này ngắn quá. Lạnh lẽo này, đóng hàng mệt lắm. Lại mà vẫn bom đạn đây này. Đây. Chậu bom đạn này. Thân nù này. Thân nù u nhá. Thân nù u xanh sạch ạ. Thân nù u xanh sạch này. Đấy. Chưa. Thân nù u xanh sạch tuyệt đối luôn. Quá đẹp luôn. Chậu này em chốt giá là 280k này. Ai nhanh thì được. 280k này. Trong lịch sử chưa từng có bán chậu nào đẹp như này. 280k luôn. Dạ không anh Điền Quang Dẫn ơi. Không anh nhá. Chậu này 280 này. Ai nhanh tay thì được. Có 3 chậu hàng bom này. Bom nhưng mà vẫn đang đẹp nguyên nhá. Bom nhưng mà bom chưa gửi. Chốt rồi, bom này không phải là bom về mà là bom chưa gửi. Gọi là chốt rồi nhưng mà lại thôi ấy. 280k chậu này. Mọi người có thể chơi thòng thì cũng thấy lá xếp đẹp này. Đấy. Chơi thòng cũng được mà chơi đứng cũng được này. 280. Rồi ok anh Hưng Nguyễn nhá, anh lên số điện thoại địa chỉ cho em với ạ.
gọi là bom nhưng mà vẫn đang ở nhà em nhé, chưa gửi đi đâu. Anh Hưng Nguyễn này. Em chào anh Nông Thịnh. Rồi ok anh Hưng Nguyễn, Hưng Nguyễn em thấy anh chốt rồi, em chốt cho anh rồi. Anh Tuấn Anh Lê ơi. Anh Tuấn Anh Lê lại chốt sau rồi, để em lên chậu khác cho anh chốt nhá. 24 Hưng Nguyễn Vũ Hai luôn đi cho nhanh. Hưng Nguyễn anh ơi, đi bán hàng thì thấy Hưng Nguyễn Vũ Hai tức là Hưng Nguyễn nhá. Có 3 chậu thôi ạ. Có 3 chậu này chả biết ai đặt xong rồi nó không thấy nói năng gì. Bán rẻ luôn cho hết. Thế mà bảo cái gì cũng khó. Gì cũng có. Đây còn chậu này 2 mầm này. Anh ơi, cho em xin một cái kẹp với một xin một cái que nữa đấy. Anh Mai hôm qua là anh Mai Cường chốt anh Tuấn. Anh Mai Cường với anh Nguyễn Tuấn. Anh lên số điện thoại địa chỉ cho em anh Hưng Nguyễn nhé. Cần thêm một que nữa. Đây ạ, chậu này cũng xanh sạch này. Xem chậu này dài được bao nhiêu. 1 này, 2 này, 20, 50 cent nhé. Rồi em cảm ơn anh Hưng Nguyễn ạ. Chậu này em chốt 260k này. Chậu này chốt 260k này. Đang có một mầm này nhưng mà mầm này nó bị hỏng rồi. Mầm nhỏ. Có một mầm nhỏ ở dưới mà nó bị hỏng rồi. 260k này, chỉ có 3 đơn bom thôi nhé. 3 đơn bom 260k đơn này. 260k chậu này ai chốt nhanh thì được. 3 đơn thôi. Ê, cháu chào chú Xuân Lê. Xong rồi sẽ lên một đơn mít xếp nhá. Mít xếp đẹp như thế này mà vẫn bom được. Tài thế chứ lại. Nhà mình cũng xa Khâm Thiên mà không biết sao á. Bom cứ dội ầm ầm ấy. Tưởng là chỉ có mỗi Khâm Thiên lịch sử bị dội bom thôi. Ai chốt chậu 256 không ạ? Không anh ơi. Em lên tiếp một chậu mít xếp nhá. Đây mọi người nhìn thân lá này. Hai mầm ạ. Chậu này hai mầm. Chậu này hai mầm này. Thân lá đẹp chưa? Đấy. 300k cho chậu này nhé. 300k cho chậu này là hết đúng không? 300k cho chậu hai mầm này. Ai chốt nhanh thì được. Chậu này 260 này. Chậu này 260 này. Chậu này 300k này. Ai chốt chậu nào thì chốt. Sau đó em lên hàng Di Linh tiếp nhá. Cho mấy người đang hỏi hàng Di Linh đúng không? Chào Heo Mập. Heo Mập ơi đóng hàng cho em rồi. Tí gửi nhá. Đây chậu này 260k. Anh Thắng Hưng có chốt thêm chậu xanh sạch này nữa không? Anh chốt Di Linh rồi đúng không? Chốt thêm chậu xanh sạch này. Chậu này xanh sạch tuyệt đối nhá. Anh Hưng Nguyên chốt tiếp 300k. Rồi ok anh Hưng Nguyên nhá. Anh vừa chốt chậu 280 này. Giờ chốt tiếp chậu này 300k. Ngủ một giấc rồi vẫn thấy dậy vẫn thấy chị Cần Mẫn đúng không? Chào anh Phong Nguyễn Thanh ạ. Anh ơi ra nhớ đóng cửa nhớ, lạnh lắm, lạnh bút giá tâm hồn luôn ấy. Xong rồi. Đây của Tommy Trần ở đây nhá. Đây này. Đây trong sọt này, này. Anh nhìn xem một trong mấy cái này. Ờ đơn bom em chốt cho anh Hưng Nguyên rồi anh Tùng ơi. Em chốt cho anh Hưng Nguyên hai đơn bom mất rồi. Đây còn mỗi một đơn bom này nữa này. Anh có lấy thì em chốt nốt cho anh 260 cây này nhá. Cây xanh sạch tuyệt đối luôn ạ. Cây này lá tre có thể là hoa sẽ rất đẹp đấy ạ. Mọi người nhìn này, xanh bóng luôn. Lá tre nhá. Cái cây này xanh xanh bóng và lá tre luôn. Anh có chốt nốt chậu này thì em sẽ chốt 260 luôn này. Anh Quang Tùng này.
Ai chốt chậu này luôn thì để em lên hàng Di Linh một đôi, một vài đơn Di Linh nữa. Chào anh Vui ạ. Đây, 260. Không ai thích chậu này 260 à? Ai vừa hỏi Di Linh nhỉ? Có anh nhà anh hỏi em bán nốt xong rồi là nghỉ. Anh Phan Hoàng với cả anh gì? Anh Phan Hoàng với anh Hải Phạm. Anh Phan Hoàng với anh Hải Phạm đây, em lên Di Linh nhá. Em lên 2 triệu Di Linh nữa thôi ạ, xong rồi là em sẽ xin phép nghỉ. Em chào anh Vui. Anh Vui ơi. Anh Vui lại chả thấy ủng hộ cho em cái gì nhờ. Thôi à, ok. Chị không có Di Linh trắng đâu em. Chị không có Di Linh trắng đâu em ơi. Đây ạ. Anh còn ở đấy không nhở? Anh quên mất anh tên là gì rồi. Anh Phan Hoàng với cả anh Hải Phạm. Anh Phan Hoàng với anh Hải Phạm còn đấy không? Đây có chậu này thân đỏ này. Thân đỏ kẻ chỉ này. Thân đỏ kẻ chỉ này, rất đẹp. Thân này xuống lá rồi, còn thân này xuống lá rồi nhá, đang nứt nụ rồi ạ. Thân này đang nứt nụ rồi anh nhá. Thân này đang nứt nụ rồi ạ. Đó. Chậu này em chốt giá 550k này. Chậu này em chốt giá 550k. Đây, cái này là được 20 cm. Cái này là được khoảng 18 cm. Đây mọi người có thể nhìn thấy thân già của nó đỏ này. Đấy, thân già đỏ này. Đó. Đẹp chưa? Đẹp mê ly chưa? Thân già đỏ. Chốt nốt 26 à? Rồi ok anh Hưng Nguyên, chốt nốt 26 này. Chị Nguyễn Tuyết phải không? Có, em chốt chị Nguyễn Tuyết một chậu 300. Anh lại trả giá. Anh lại trả giá em. Anh Phan Hoàng ơi, anh lại trả giá em à? Khen xinh chưa mà đã trả giá. Rồi ok anh Hưng Nguyên nhá, em chốt luôn cho anh. Thế là hôm nay anh mua hết bom, 3 cái đơn bom của em. Cảm ơn anh Hưng Nguyên nhiều nhá. Rồi ok em chốt cho mỗi người một đơn 500k nhá. Lẽ ra em phải chốt hơn đấy. Anh lên số điện thoại địa chỉ đi. Anh lên số điện thoại địa chỉ đi anh. Đây chốt cho hai người mỗi người một đơn như nhau nhé. Thân đỏ mập u này. Lẽ ra cái đơn này em phải hai cái đơn này mỗi đơn em phải chốt 550 đấy. Rồi thôi chốt luôn. Chốt hai đơn này em xin phép nghỉ nhá. Chốt hai đơn cuối. Xin phép nghỉ để chuẩn bị cổ vũ cho đội tuyển nước nhà thôi. Anh Phan Hoàng với anh Hải Phạm. Anh Phan Hoàng lên lên địa chỉ cho số điện thoại địa chỉ cho em nhé. Chốt chậu này cho anh Phan Hoàng này. Anh Hải Phạm thì em chốt cho anh Hải Phạm chậu này nhé. Cũng hai thân này mập ú ù này. Đây thân đỏ mập ú ù kẻ chỉ này. Đang nứt nụ hết rồi anh nhé. Đây ạ, đang sưng nụ đây anh này. Đấy, đang sưng nụ rồi. Có tiền mua dây. Đấy, có tiền mua dây cột tóc rồi. Đây, mỗi người một đơn. Em chốt nốt hai đơn xong rồi em phải chuẩn bị đi xem bóng đá đây. Hẹn mọi người ngày mai nhá. Mai sẽ có lá mít su. Mai sẽ có hàng mít su bán cho mọi người nhá. Anh Phan Hoàng ơi, chậu của anh đây nhá. Đấy, anh Hải Phạm ơi, chậu của anh đây. Cả hai chậu đều đang xuống lá nứt nụ hết rồi. Hai chậu như nhau, hai thân một thân già. Hai chậu không khác gì nhau luôn nhá. Hai chậu này giống nhau may quá. Bao giờ bán lại? Tối nay thì chắc là xem bóng thì chiều mai hoặc là tối mai nhá bạn Thúy Nghĩa nhá. Chiều mai hoặc là tối mai. Em chào Tú Quỳnh. Chị có hàng Lâm Đồng, Xuân Lâm Đồng ấy mà chị không biết nó có phải Tam Bố không ấy. Không dám nói em ạ. Không dám nói, nếu mà chị bảo là Tali hay Tam Bố chắc nó hết lâu rồi. Nhưng vấn đề là chị không có xác định được có phải như thế không. Bán sai mọi người mắng chết.
nên là chỉ dám nói là hàng Di Linh Xuân Lâm Đồng thôi, không biết có phải là ở rừng Tam Bố hay là rừng Ta Ly hay là đâu không. Rồi ok anh Hải Phạm nhá. Ok anh Hải Phạm ạ. Nên là xổ số em ơi, thực sự là không có dám khẳng định. Ok em cảm ơn anh Hải Phạm nhá. Anh Hải Phạm có chụp ảnh không? Anh Hải Phạm chụp ảnh đi này. Cây của anh Hải Phạm đây. Anh Hải Phạm chụp ảnh nhé. Rồi ok anh Phan Hoàng này. Hai mươi mấy ạ? 25. Đây Hải Phạm 100k. Đây là của anh Hải Phạm, anh chụp ảnh đi này anh này. Thân mập ù, đỏ lư luôn, đẹp lắm. Anh Phan Hoàng chờ tí em đưa lên cho anh chụp ảnh nhé. Đi chợ vừa rồi không? Chợ nào? Anh Chiến Nguyên, chợ như chợ vừa rồi hả? Anh Phan Hoàng ơi, anh chụp ảnh đi này. Có, anh Chiến Nguyên ơi có nhá. Nhưng mà em không muốn bán 500k nữa đâu, đang bảo bán hai đơn cuối này. Bán rẻ quá. Đây anh Phan Hoàng chụp ảnh này, để em ghim tên cho anh nhé. Anh Chiến Nguyên muốn một chậu như vậy à? Thôi chắc chị nghỉ like đây Lan ơi. Nghỉ like thôi em ơi, muộn rồi. Chậu hai thân à, đây. Nốt cho anh Chiến Nguyễn nhé. Anh Chiến Nguyễn ơi đây. Chậu hai thân đây, anh có chốt thì em cũng chốt nốt 500k xong rồi em nghỉ này. Đây ạ, chậu hai thân đây anh nhé. Hai thân đỏ đây ạ. Đang nứt nụ rồi. Cái này về là ngắm hoa luôn thôi. Đang nứt nụ rồi. Đây anh nhé, đang nứt nụ rồi. Về là ngắm hoa luôn thôi anh, đây ạ. Anh có thích chậu này không? Anh có thích chậu này thì em cũng chốt cho anh 500k luôn. Bằng đơn trước. Em ơi, hàng Di Linh Xuân em ạ. Anh Hiếu Xuân Ngọc. Em sắp nghỉ rồi đây anh ạ. Em chốt nốt đơn này em nghỉ đây. Thơm quá. Thơm ghê luôn. Em chào anh Thịnh Đặng. Anh Chiến ơi, anh Chiến có chốt đơn này không? Đây anh này. Thân đỏ lừ luôn nhá. Thân đỏ lừ luôn ạ. Thân trước, thân sau đều đỏ lừ luôn. Về săn mặt hoa đẹp này. Chào anh Hoàng Nguyên. Lê An Lê ơi, chị đang bán hàng Xuân, hàng Di Linh Xuân, anh Duy Khánh Nguyễn ơi. Anh có ok chậu đấy không? Xuống lá hơn không? Có anh Chiến ạ, có chậu này xuống lá hơn đây. Có chậu này cũng hai thân xuống lá hơn đây ạ. Đang nứt nụ rồi anh nhé. Đang nứt nụ rồi ạ. Đang nứt nụ rồi. Ở các cái mắt lá này đang đều nhìn thấy nụ hết rồi nhé. Về anh chỉ cần chờ hoa thôi. Về anh chỉ cần chờ hoa thôi ạ. Đây, em chào anh Hồng Công Ninh. Đây anh Chiến Nguyên ơi, chậu này đây ạ. Lẽ ra là em bán 550k nhá, nhưng mà em vừa bán rẻ hai đơn như này 500k rồi, nên là bây giờ anh có chốt thì em cũng sẽ chốt cho anh 500k bằng hai đơn trước.
Ok không anh? Ok thì chốt cho em chỗ này nhé. Lấy hết 8.000. Bạn cho cây hoa đấy nhé. Ok anh Kiên. Di Linh chat anh Hồng Công Đinh ạ. Di Linh chat mà em còn đang bán giá tốt luôn ấy. Mua nhanh hàng đẹp đúng rồi anh Thịnh nhỉ. Anh Sơn Nguyên vâng chào anh. Còn cây nào đang nụ không em? Đây có cây này đang nứt nụ đây, anh có thích cây này không? Đơn tới thứ bảy à? Đơn tới thứ bảy thì thứ hai em mới gửi, bởi vì là chủ nhật thì hàng không đi ấy. Chốt chậu trước nhé. Anh ơi, anh chốt chậu trước à? Chốt chậu chờ là chốt chậu gì? Anh comment chuẩn cho em với, anh chốt chậu chờ là chốt chậu trước đúng không? Chờ đấy, TR đấy. Anh ơi, hàng này hàng kiến. Ok anh Chiến ơi, anh chốt chậu trước là chậu này đúng không? Ok nhá. Vậy thì còn chậu này đang nứt nụ đây. Anh gì nhở? Anh Phong Nguyễn Thanh có chốt không? Anh Chiến ơi, anh Chiến lên địa chỉ cho em nhá. Anh chốt cho anh chậu này này. Thân đỏ lắm. Mọi người chờ em tí. Đúng vậy. Đúng vậy hả anh? Ok anh. Di Linh Xuân, anh Khoa ơi. Đúng vậy. Đúng vậy. Để em trai em suốt ngày cứ đúng vậy. Nghe buồn cười chết được. Dạ còn anh Hồng Công Đinh ơi, còn anh Chiến ơi, anh ở nơi nào, cho em xin cái địa chỉ nào. Anh ơi lên sớm vì là tối nay nghỉ xem bóng mà anh. Vâng đúng rồi anh Thành Trần ơi. Gọi là vui xuân mới, vui niềm vui của dân tộc nhưng mà không quên nhiệm vụ. Đúng vậy, cái gì anh Thành hóng hớt. Anh ơi, tùy chậu anh ạ. Chọn inbox cây cho anh nhé. Vâng, anh Hồng Công Đinh nhá. Tí nữa em inbox cho. Anh Chiến ơi, anh Chiến có chụp ảnh không? Bán cho anh cây có hoa và chương đồng ý thấy kia. Anh ơi chưa bán, lô này mới bán 1.200 thôi, còn 800 cây nữa. Bao giờ bán hết 800 cây em sẽ bán cái cây nụ đấy nhá, sẽ đấu giá luôn. Ai nhanh tay thì được. Đây anh Chiến này, chụp ảnh nha anh Chiến này. Anh Hồng Công Đinh ơi, em còn nhiều lắm, tí nữa em chụp ảnh cho. Anh Chiến Nguyên này. Vâng anh ơi, ở chỗ gần ngã tư trôi anh ạ. Em ở gần ngã tư trôi nhá. Chụp ảnh đi anh. Đây lập chỗ trống.
Em ở Atichô. Thôi em xin phép mọi người nhá, em nghỉ đây. Anh Hồng Công Linh em inbox sau nhá. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ ạ. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ nhé. Bye bye mọi người. Em xin phép mọi người em nghỉ nhá. Chúc mọi người buổi tối xem bóng vui vẻ nhá. Tinh thần cổ vũ, màu cờ sắc áo lên cao luôn. Bye bye mọi người. Em chào anh Hồng Công Minh, chào anh Chiến, chào anh Thịnh, chào anh Thành, chào anh Khánh Gia. Chào tất cả mọi người nhé. Bye bye.